Thượng, con trai của con làm ở viện nghiên cứu sinh vật, nơi đó thường nuôi các loại chuột dùng để thí nghiệm. Nó không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào, nhưng mỗi tháng đều gửi cho gia đình một số tiền nhất định. Con dùng tiền này làm các việc công đức và hồi hướng hết cho nó. Vậy thưa Hòa Thượng, làm như thế có đúng không? Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: rất tốt. Mỗi tháng Phật tử nên đem số tiền của con mình ra mua các loài vật mà phóng sinh và hồi hướng công đức cho nó. Hiện tại anh ấy chưa hiểu tội sát sinh, sau này sẽ chịu quả báo rất nặng. Điều này tốt nhất là khuyên anh ta không nên lấy nghề này làm sự nghiệp. Tội sát sinh quả báo rất nặng, nhưng nặng nhất là tội nạo phá thai. Người phá thai giống như tội giết người, oán oán tương báo theo nhau hết đời này đến đời khác, rất là ghê sợ. Tại sao nó đến đầu thai làm con mình? Vì mình và nó có nhân duyên nhân quả với nhau. Ở trong kinh, Đức Phật nói có bốn nguyên nhân đến đầu thai vào gia đình mình. Thứ nhất, đến báo ân. Thứ hai, đến báo oán. Thứ ba, đến đòi nợ. Thứ tư, đến trả nợ. Nếu cả hai không có nhân duyên với nhau thì nó không đến đầu thai làm con mình. Nếu nó đến báo ân mà mình giết nó đi thì đời sau kết thành oán cừu. Còn đến báo oán mà giết họ thì oán oán chất chồng, hận thù càng thêm sâu nặng. Vì vậy, dù thế nào cũng không nên nạo phá thai. Người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, trong sách Cảm Ứng Thiên nói rằng người không thấy được ma quỷ, ma quỷ cũng không đến quấy phá được người. Nhưng tại sao nói những ma quỷ thường vây quanh để quấy phá chúng ta? Ví như câu chuyện của quốc sư Ngộ Đạt, oán quỷ đã theo ngài đến 10 đời, sao phải mất thời gian dài như thế? Chẳng lẽ loài ma quỷ không đi đầu thai và thọ quả báo sao? Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: sự việc này rất phức tạp. Loài ma quỷ mà theo Ngộ Đạo đến 10 đời để chờ cơ hội trả thù không phải là loại ma quỷ bình thường. Nếu loại bình thường thì không có tâm kiên trì nhẫn nại như thế và đã sớm bỏ đi đầu thai mất rồi. Tại sao phải theo mãi đến 10 đời để chờ cơ hội trả thù? Điều này dễ biết thôi, đó là do kết oán thù quá sâu nặng, tâm báo thù quá mãnh liệt, cho nên nó cứ theo mãi cho đến khi nào trả thù được mới thôi. Nếu như tâm báo thù không mãnh liệt, đến một khoảng thời gian nào đó mà thấy không có cơ hội thì họ bỏ đi mất rồi. Trường hợp này cũng rất nhiều. Nếu có nhân duyên đặc biệt thì người và ma quỷ có thể gặp nhau. Thông thường người không thấy được ma quỷ và ma quỷ cũng không gặp được người. Có trường hợp gặp bị quấy nhiễu, có trường hợp có duyên đặc biệt gặp thì không sao cả. Có những Phật tử gặp được các loại quỷ thần, những loại quỷ thần mà họ thấy được giống như trong kinh Đức Phật đã miêu tả đều là đúng, không có hư dối gì cả. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, trong gia đình chỉ có mình con tu hành. Hiện tại con theo thời khóa tu hành, nhưng không biết đến lúc lâm chung có được sáng suốt tỉnh táo vãng sinh không. Xin Hòa Thượng có mấy lời khai thị cho đệ tử rõ. Đáp: câu hỏi này rất hay. Người tu hành phải có ý hướng như vậy,
Chúng ta thấy trong quá khứ cũng như hiện tại bây giờ, có nhiều người công phu đắc lực niệm Phật đến lúc lâm chung biết trước giờ chết, tự tại giáng sinh. Qua đó, chúng ta thấy rằng pháp môn niệm Phật thật là thù thắng. Chúng ta phải tu như thế nào? Quý Phật tử, chúng ta nên quan sát học hỏi cách thức tu hành của những người thành tựu kia. Họ tu cách gì? Hành trì như thế nào mà thành tựu như thế? Điều này rất đáng cho chúng ta tham khảo học tập. Trong cuộc đời tu hành của mình, tôi đã gặp nhiều vị niệm Phật. Đến khi ra đi biết trước ngày giờ, điều này để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc. Trong những vị đó, tôi gặp một vị đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn. Niệm Phật được 3 năm, khi lâm chung biết trước ngày giờ và ngày đứng mà giáng sinh. Đặc biệt, vị này khi chưa xuất gia là bạn của Pháp Sư Đế Nhàn. Sau này được Ngài Đế Nhàn giáo hóa nên giác ngộ đi tu và tôn Ngài Đế Nhàn làm thầy bổn sư. Vì hoàn cảnh cuộc sống, trước đó ông làm nghề hàng giá sông nồi để kiếm sống qua ngày nên không biết chữ. Khi vào xuất gia có hai thời công phu sáng và tối mà ông học hoài không thuộc. Ngài Đế Nhàn sợ nếu để ông ở đây thì khó hòa với chúng, nên dễ sinh ra phiền não làm thối thức Bồ Đề Tâm. Pháp Sư bèn đưa ông về một ngôi chùa ở miền quê thuộc huyện Ninh Ba tu học tại đó. Pháp Sư bảo ông đừng đi thọ giới, khỏi học nghi thức, khỏi học nghi lễ gì cả, chỉ học một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cứ như thế mà trì niệm. Ngài nói, ông phải thành tâm mà niệm, niệm mệt rồi nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục niệm, tương lai chắc chắn có lợi lạc lớn. Ông ta chẳng biết có lợi lạc gì mà chỉ biết vâng lời thầy mà tu tập. Khi về ở ngôi chùa nhỏ, lão Pháp Sư Đế Nhàn đã nhờ vài Phật tử hộ trì và cung cấp thực phẩm cần thiết cho ông. Còn ông từ sáng đến tối cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mệt rồi nghỉ, nghỉ rồi lại niệm. Niệm được 3 năm thì ông đã thành tựu, biết trước giờ chết. Hôm đó ông nói với người nấu ăn trong chùa rằng, tôi lên thành phố để thăm mấy người bạn. Khi trở về, ông dặn tiếp bà rằng, ngày mai bà đừng nấu cơm cho tôi. Bà lão trong lòng nghi ngờ, sư phụ thường ít ra ngoài, hôm qua chỉ đi ra ngoài một lần, có lẽ bạn bè mời ông ăn cơm nên ngày mai không cần mình nấu cơm. Ngày hôm sau sắp đến giữa trưa, bà không an tâm nên dẫn đến chùa xem thử. Bà thấy sư phụ đứng tần ngần trước sân, gọi ông không trả lời. Bà chạy đến để nhìn kỹ, thì ra là ông đã chết, đứng mà chết. Bà vội vàng tìm các Phật tử báo tin cho lão Pháp Sư Đế Nhàn ở chùa Quan Thông. Lúc bấy giờ không có phương tiện giao thông, vậy là phải đi bộ mất hết 3 ngày. Ông ta vẫn đứng đó 3 ngày. Có người hỏi ông ta tu tập thế nào mà thành tựu như vậy. Đó là nhờ không có vọng niệm, tạp niệm. Ông chỉ chuyên tâm niệm A-di-đà Phật. Trải qua 3 năm thì nghiệp chướng tiêu trừ, thành tựu viên mãn. Quả thật đây là người có bản lĩnh công phu tu tập. Chẳng có nguyên nhân nào khác, chỉ cần buông bỏ các duyên, tính tâm niệm Phật. Nếu còn một tư tưởng vấn vương lo lắng thì bạn chẳng được thành tựu, vì chính bạn không được tự tại. Chỉ đơn giản như vậy thôi, liệu chúng ta có làm được hay không? Và người thứ hai mà tôi gặp đã để lại một ấn tượng sâu sắc là Pháp Sư Tu Vô ở chùa Cực Lạc, Cáp Nhĩ Tân. Bạn xem quyển Ảnh Trần Hồi Ký Lục, trong đó có kể, lúc chưa xuất gia, Ngài làm nghề thợ hồ, cũng xuất thân từ thành phần lao động nên không biết chữ. Sau khi xuất gia, Ngài làm công quả trong chùa, phục vụ đại chúng. Khi làm việc, Ngài không bao giờ buông bỏ câu A-di-đà Phật. Năm đó, ở chùa Cực Lạc,
lão pháp sư Đàm Hư mở một pháp hội truyền giới. Đây là pháp hội lớn nhất trong Phật môn, có thỉnh hòa thượng Đế Nhàn làm đàn đầu truyền giới. Lễ truyền giới rất cần người phụ giúp, nên pháp sư Đàm Hư đi khắp nơi để tìm người. Lúc đó có pháp sư Tu Vô, pháp sư Định Tây hộ giúp đàn giới. Pháp sư Định Tây hỏi ngài: "Thầy làm được việc gì?" Ngài nói: "Tôi phát tâm chăm sóc bệnh nhân tại giới tràng. Việc này rất quan trọng, vì trong giới tràng có người đau ốm, cảm mạo, bệnh tật, cần có người chăm sóc." Ngài phát tâm đến phục vụ được 2 tuần, thì một hôm ngài đến tìm lão hòa thượng Đàm Hư và pháp sư Định Tây đảnh lễ 2 ngày, xin vắng mặt vài hôm. Ngài nói ngài phải đi. Đàm Hư hòa thượng rất từ bi, không quở trách gì cả, lại nói: "Thầy có việc cần thì cứ đi." Pháp sư Định Tây ngồi bên cạnh nghe thấy không chịu được nên nói: "Thầy phát tâm đến đây chăm sóc bệnh nhân, chỉ phục vụ có 2 tuần, truyền giới phải mất 2 tháng. Ít nhất thầy phải chờ đến khi giới đàn viên mãn rồi mới đi. Sao thầy không có chút nhẫn nại nào cả?" Mặc dù bị trách móc, nhưng ngài chỉ nói: "Tôi không phải đi nơi khác, mà là giảng sinh đến cực lạc thế giới." 2 vị lão hòa thượng thấy vậy, cho đây không phải chuyện bình thường, bèn hỏi ngài: "Ngày nào đi vậy?" Ngài nói: "Có lẽ không ngoài nửa tháng, nên đến xin các ngài nghỉ trước." Ngài còn thỉnh cầu pháp sư Định Tây chuẩn bị cho ngài 200 cân củi nhóm lửa để chuẩn bị sau khi ngài giảng sinh dùng cho việc hỏa thiêu. 2 vị pháp sư đồng ý chuẩn bị cho ngài. Đến hôm sau, ngài lại đến tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi: "Việc gì vậy?" Ngài nói: "Thưa lão hòa thượng, hôm nay con phải đi đây." Lập tức mọi người ra phía sau chùa tìm một căn phòng kê tạm một chiếc giường. Ngài ngồi xếp bằng trên đó và nói với pháp sư Định Tây rằng: "Nhờ thầy tìm cho tôi vài pháp sư trợ niệm để tiễn tôi đi." Mọi người rất vui lòng, họ đến rất đông để trợ niệm giúp ngài. Lúc trợ niệm, những người này nói với ngài rằng: "Thường những người trước khi giảng sinh đều làm thơ hoặc kệ để lưu lại đời sau. Thầy Tu Vô, ngài cũng nên để lại cho chúng tôi một bài kệ chứ." Ngài Tu Vô nói: "Tôi không bằng họ, vì tôi không biết chữ nên không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ." Tuy nhiên, cuối cùng ngài đã nói một câu rất sâu sắc là: "Tu hành nhất định phải chân thật, việc này quyết định không thể làm giả được." Lời khai thị này tuy ngôn ngữ đơn giản, nhưng mọi người nghe cảm thấy như một lời sách tấn, rồi tiếp tục niệm Phật. Niệm chưa đầy 1 khắc thì ngài đi. Đây là chuyện giáng sinh xảy ra trong thời này. Gần đây nữa là ở Đài Loan, chúng tôi nghe có mấy vị cư sĩ tại gia niệm Phật biết trước giờ chết, tự tại giáng sinh. Khoảng 3 năm về trước, có lần tôi ở tại Phật Quang Sơn tham dự buổi giảng ở trường Đại học Phật học. Ban đêm trăng rất đẹp, chúng tôi thả bộ đi quanh khuôn viên chùa, rồi đến ngồi bên bờ hồ phóng sinh ngắm trăng. Chúng tôi ngồi ở đó thảo luận Phật pháp. Liền đó có một công nhân đến chỗ chúng tôi kể rằng: "Ở quê ông tại thôn Tướng Quân có một bà lão tánh tình hiền lương, từ bi hay thích giúp người. Khi còn sống, bà cũng không phân biệt rõ ràng cái gì gọi là Phật, cái gì gọi là thần. Phàm chỗ nào có chùa, bà đều đến lễ bái, thắp hương lại Phật lại thần. Sau thời gian cưới vợ cho con trai, cô con dâu biết Phật pháp, khuyên bà đừng đi lễ lại lung tung nữa. Trong nhà có bàn thờ Phật, khuyên bà nên ở nhà niệm A Di Đà Phật cầu xin tịnh độ. Bà lão rất có thiện căn,
nghe theo lời của nàng dâu nên không đi lễ lạy lung tung nữa, một lòng tinh tấn niệm A Di Đà Phật. 3 năm sau, một hôm trong lúc ăn cơm tối, bà lão nói với con trai và con dâu: các con cứ ăn đi, đừng chờ mẹ, mẹ đi tắm một chút. Người nhà vẫn chờ bà để cùng ăn cơm. Chờ quá lâu, người nhà thắc mắc: lạ lùng thay, sao mẹ tắm lâu như vậy? Chúng ta đi xem thử. Mọi người tìm trong phòng tắm, không thấy bà đã tắm xong từ lâu rồi. Vào phòng ngủ cũng không có. Sau cùng, họ thấy bà đang đứng trước bàn Phật, mặc áo tràng rất ngay thẳng, chỉnh tề. Trên tay cầm sâu chuỗi, mặt hướng về tượng Phật, đứng yên không cử động. Gọi bà cũng không trả lời. Nhìn kỹ lại thì biết bà đã giảng sinh. Bà đứng mà giảng sinh. Chỉ là một bà lão tại gia niệm Phật trong vòng 3 năm mà thành tựu công phu như vậy. Ông ta kể rằng dưới quê ông mọi người đều biết chuyện này. Câu chuyện ông ta kể đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng rất sâu. Cho nên làm thế nào niệm Phật để biết trước giờ chết, tự tại giảng sinh? Đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Chẳng có gì khác là muôn duyên buông xuống, nhất tâm hướng Phật thì bạn sẽ thành tựu. Nếu bạn còn dính mắc một tơ hào không buông được thì đó là ma chướng, làm chướng ngại việc giảng sinh, thậm chí còn làm chướng ngại công phu niệm Phật của bạn. Những việc này chính mắt chúng tôi thấy và nghe được có đến 10 mấy vị. Hỏi: bạch hòa thượng, người tạo các nghiệp ác bị đọa vào địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không thể ra khỏi. Như vậy chúng sinh ở trên thế giới càng ngày càng ít đi sao? Kính xin hòa thượng giải thích cho chúng con rõ vấn đề này. Đáp: chúng sinh hiện sống trên thế giới này đều do cộng nghiệp chiêu cảm đến ở thế giới này. Nếu chúng ta không bị cộng nghiệp thì tuyệt đối chúng ta không sinh đến thế gian này và gặp nhau. Như vậy mọi người từ đâu đến đây? Chúng ta là những di dân ở cõi khác đến đây. Chúng ta niệm Phật cầu giáng sinh về tịnh độ chẳng phải là từ cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, di dân về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà sao? Phạm vi xoay chuyển trong luân hồi lục đạo rất lớn. Lục đạo mà nhà Phật nói đến là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có vô số các hành tinh, có người thường qua lại và sinh sống trong khoảng không gian rộng lớn vô biên này, không thể tính hết được. Đọa vào địa ngục không phải vĩnh viễn không ra được, mà phải chịu đọa trong khoảng thời gian rất dài. Thường trong kinh nói phải trải qua đến 100.000 kiếp, khi tội báo hết thì mới được ra khỏi. Hỏi: kính thưa hòa thượng, nghiệp nhân phải chăng có thể chuyển hóa được? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: nghiệp nhân có thể chuyển hóa được. Trong Tam Pháp Ứng của Phật giáo có câu: chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã. Tức là tất cả hành vi và nghiệp lực của chúng sinh cho đến vạn vật trong vũ trụ luôn chuyển biến không ngừng. Do đó, trong vũ trụ này không có một thực thể nào tồn tại bất biến, cho nên gọi đó là không tánh. Có một bài kệ rất hay: tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thấy đều không, đó mới thật là chân sám hối. Vì vậy có thể biết nghiệp nhân cũng là một thứ không tánh. Vì là không tánh nên mới có vô thường biến hóa. Vô thường biến hóa là một cách giải thích cho tánh không. Đã là chư pháp đều là duyên khởi tánh không, thì đương nhiên nhân duyên quả báo cũng bị chi phối bởi quy luật duyên khởi và vô thường. Quá trình từ nhân đến quả cũng là quá trình duyên khởi của vô thường biến hóa. Giả như nhân quả báo ứng chẳng phải duyên khởi tánh không thì không bị chi phối đối với luật vô thường biến hóa.
Nếu không bị chi phối bởi luật vô thường biến hóa, thì tất cả nghiệp lực hành vi của chúng sinh không thể tạo thành quả báo. Do đó, từ nhân đến quả phải trải qua quá trình biến hóa. Nhân quá khứ đương thể là tánh không, cho nên sau này gặp duyên tốt có thể chuyển thành thiện quả. Ví dụ như có người trong đời quá khứ tạo tác nghiệp nhân địa ngục cực trọng, nhưng khi gặp Phật Pháp hoặc nghe lời khuyên của ai đó giúp họ thức tỉnh, thiết tha chí thành ăn năn sám hối, nhất tâm niệm Phật cầu nguyện giảng sinh. Việc giảng sinh được thành tựu là do sức mạnh của chánh nhân hiện tại, còn nghiệp nhân địa ngục trong quá khứ đã yếu dần đi. Bởi vì nghiệp nhân xấu ác kia đã được tịnh hóa, chuyển thành cái nhân niệm Phật ở trong tâm mạnh hơn. Vì vậy sau này họ chẳng bị thọ lãnh tội báo ở địa ngục, mà lại được giảng sinh về cực lạc thế giới, chứng được quả vị giải thoát giác ngộ. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, sau khi mẹ con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, con đã đem hết số kinh sách của mẹ ra đốt hết và nghĩ rằng mẹ sẽ mang theo. Nhưng bây giờ con mới biết đốt kinh sách mang tội rất nặng. Vậy thưa hòa thượng, bây giờ con phải làm sao sửa hết tội lỗi của mình? Mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Phật tử không biết việc đem kinh sách Phật ra đốt là có lỗi, chứ không có tội. Việc làm vô tình này thuộc về lỗi. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa tội và lỗi. Cái gì thuộc về tội thì rất nặng, còn thuộc về lỗi thì nhẹ hơn. Nếu như Phật tử đã biết mà vẫn cố ý đem ra đốt thì thuộc về tội. Trong đạo Phật, nếu vô ý phá hoại các hình tượng vật dụng của Tam Bảo thì thuộc về lỗi. Còn cố ý phá hoại hình tượng chùa chiền vân vân với tâm sân giận thì thuộc về tội. Tội làm thân Phật chảy máu là tội nghiệp nặng nhất, phải đọa vào địa ngục A Tỳ muôn kiếp. Còn Phật tử hãy cố gắng phát tâm sám hối để tiêu trừ lỗi lầm của mình. Hỏi: Bạch hòa thượng, có một vị cư sĩ trước đây làm nghề bán thịt, bây giờ muốn đổi nghề nhưng lại không đủ tiền để sinh sống, còn nếu không đổi thì sợ tạo nghiệp. Vậy kính hỏi hòa thượng, có cách nào giải thích cho anh ta hiểu? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Anh ta đã từng buôn bán thịt heo, chắc chắn rơi vào nghiệp sát sinh. Tội này rất nặng. Này giác ngộ được là một điều rất tốt, rất ít người được như vậy. Nghề nghiệp sinh sống tốt nhất là không nên làm những nghề sát sinh hại mạng. Bây giờ có rất nhiều người mở quán kinh doanh buôn bán cá thịt, nhậu nhạt, giết hại rất nhiều các loài động vật, tạo sát nghiệp rất nặng. Nếu quý Phật tử để tâm quan sát thì sẽ thấy những người làm nghề đó, bản thân họ và gia đình họ phải chịu nhận quả báo không được tốt đẹp cho lắm. Vừa qua ở Hồng Kông, có vài quán kinh doanh như thế này bị quả báo vô cùng thảm khốc. Các việc bắt giết các loài động vật làm mất cân bằng môi trường sinh thái mà các báo chí truyền hình thường đưa tin và không cho phép mọi người làm như vậy. Những việc xảy ra ở Hồng Kông đã làm một số người tỉnh tâm hồi đầu, chuyển đổi nghề nghiệp kinh doanh buôn bán của mình. Nếu như trước đây họ buôn bán các món ăn mặn, phải giết hại các loài động vật, thì nay họ đổi thành những món ăn rau quả. Điều này rất tốt. Phật tử hãy khuyên bạn mình nên suy nghĩ lại và làm như thế thì rất tốt. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, phải chăng các trường hợp bị thương do tai nạn đều do nghiệp nhân đời trước chiêu cảm quả báo? Mỗi lần công phu niệm Phật, con thấy các ma chướng rất nhiều. Các bạn cùng tu với con nói rằng, siêng làm việc công đức rồi đem hồi hướng hết cho họ thì họ sẽ không còn quấy phá nữa. Nhưng con sợ mình rằng nếu làm như thế thì con không còn gì hết, sau đó phiền não lại càng nhiều. Vậy xin hỏi hòa thượng nên làm thế nào? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: không phải tất cả trường hợp bị tai nạn đều do nghiệp nhân đời trước chiêu cảm. Có khi các tai nạn xảy ra do sự bất cẩn của chính mình. Thí dụ như chúng ta đi vào những vùng hoang vắng để vui chơi thì gặp rắn rít cắn hoặc bị cây ngã đưa đến bị thương. Đây là do nhân đi đường không cẩn thận, chứ không phải do bị nhân quả chiêu cảm quả báo. Ở Trung Quốc ngày xưa có nói về hiếu đạo. Trong sinh hoạt hàng ngày, khi làm việc gì chúng ta cũng phải cẩn thận, không nên để thân thể bị tổn thương, làm cha mẹ phải khổ nhọc lo lắng. Đây là lời khuyên rất đúng và rất thực tế. Còn về nghiệp chướng thì ai cũng có những oan thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, dù ít hoặc nhiều. Chúng ta không chỉ gieo thù kết oán trong một đời này mà còn gieo trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Chúng ta gây thù thì quên, nhưng người oán thù thì họ không quên. Cho nên những nghiệp chướng ấy không bao giờ mất. Vì thế, khi làm việc gì, chúng ta hay gặp những chướng ngại và phiền não. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành để hóa giải các chướng ngại đó rất hay. Đó là chúng ta không tu vì mình. Vì mình là tự tư tự lợi. Các oan thần trái chủ nhân cơ hội này sẽ đến tìm chúng ta mà gây các phiền não. Chúng ta tu hành phải vì tất cả chúng sinh, trong đó có cả oan thân trái chủ, thì các oan nghiệp lập tức được hóa giải. Con đường tu tập mới được thanh thông. Tất cả những hành vi sinh hoạt của chúng ta đều hướng đến việc cứu độ chúng sinh, dứt trừ tất cả các việc ác, làm tất cả điều thiện cũng không phải vì bản thân mình. Phá mê khai ngộ cũng không phải cho bản thân mình. Thành Phật cũng không phải vì mình. Miếng cơm, chén nước là nhu cầu để nuôi dưỡng thân thể. Mục đích tu tập là phục vụ cho tất cả chúng sinh. Nếu mọi việc làm của chúng ta đều thành tâm hồi hướng đến hết thảy chúng sinh, thì kết quả vô cùng tốt đẹp. Còn nếu chư Phật tử nói một đường mà lại là một nẻo, chỉ lo tự tư tự lợi thì sẽ không có kết quả. Nói tóm lại, chúng ta phải vì hết thảy chúng sinh, không chỉ vì mình. Đó chính là đem tâm thành hồi hướng, sẽ giải trừ những oán kết nhiều đời. Đây mới đúng thật ý nghĩa hồi hướng. Vì vậy chúng ta muốn khai mở tấm lòng rộng lượng, giống như tâm Phật và tâm Bồ Tát. Tâm rộng như thái hư, trùm khắp các cõi. Tâm rộng lớn thì phước lớn, tâm nhỏ hẹp thì phước mỏng. Phật tử cần phải hiểu rõ đạo lý này. Hỏi: trong kinh Phật nói, thọ mạng của con người cứ 100 năm bị giảm xuống 1 tuổi. Ngày nay khoa học tiến bộ, ngành y học có thể giúp con người kéo dài thêm tuổi thọ. Như vậy, những lời Phật nói có chính xác không? Kính xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho con rõ. Đáp: là đệ tử Phật, chúng ta phải tuyệt đối tin vào lời dạy của Ngài. Tuổi thọ của con người được kéo dài là nhờ thuốc. Nếu cho rằng nhờ y học con người kéo dài được mạng sống là phủ nhận định luật nhân quả rồi. Phật nói thọ mạng con người 100 năm giảm đi 1 tuổi là nói chung cho loài người, chứ không phải riêng cho một cá nhân. Mỗi người trong đời quá khứ gây tạo các nghiệp thiện ác không giống nhau, do đó nghiệp báo và thọ mạng cũng không giống nhau. Phật nói, người có sức khỏe sống lâu là người đã tu hành vô úy thí trong đời quá khứ. Chúng ta muốn có thân thể khỏe mạnh, sống lâu thì phải hiểu đạo lý này. Việc này không cần đến thuốc men. Thuốc không phải là yếu tố chính, nó chỉ trợ duyên một phần, một khoảng thời gian mà thôi. Nếu thọ mạng không lâu dài thì dù thuốc tốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có kết quả gì. Trong lịch sử Trung Quốc có những vị vua nổi tiếng như Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế đều muốn kéo dài mạng sống của mình, đi khắp mọi nơi tìm thuốc trường sinh bất tử. Thế nhưng đến lúc thời vận hết rồi thì cũng chết. Cho nên chúng ta phải hiểu 2 vấn đề. Nhờ trợ duyên của thuốc thì chỉ sống thêm một khoảng thời gian nào đó thôi.
con người có sức khỏe thì không liên quan gì đến thuốc men, mà là do tu tập. Ở Tân Gia Ba có cư sĩ Hứa Triết, năm nay đã được 101 tuổi. Bà không uống thuốc tăng lực, cũng không ăn các thức ăn bổ gì cả. Hàng ngày bà chỉ ăn cơm với rau đạm bạc. Bình thường người ta thấy vậy cho là không đủ chất dinh dưỡng. Nhưng tại sao bà lại sống lâu như thế? Như vậy ta mới biết rằng trong đời quá khứ bà đã tu pháp vô úy thí. Vấn đề này trong nhà Phật mới giải thích rõ ràng. Ở phương Tây, dù nền y học có tiến bộ nhưng cũng chỉ chữa bớt một số bệnh. Đó là những trường hợp ngoại duyên. Nhưng thật sự có hết bệnh không? Không thể hết được. Bằng chứng là hiện nay nhiều nơi trên thế giới phát sinh ra những dịch bệnh mà y học bó tay, không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Do đó, muốn biết thọ mạng dân số toàn cầu là bao nhiêu, cứ mở cuộc điều tra sẽ biết. Bình quân thọ mạng của con người trên thế giới, theo người xưa nói, nhân sinh thức thập cổ lai hy, tức đời người sống được 70 tuổi là hy hữu. Đây là thọ mạng chung của con người. Lời Phật nói rất thực tế và rõ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hỏi: Kính bạch hòa thượng, nhà Phật nói công và tội không được lẫn lộn với nhau. Điều này như thế nào con chưa hiểu rõ ràng. Xin hòa thượng giải thích cho đệ tử rõ. Đáp: Công và tội thật sự không lẫn lộn với nhau được. Thí dụ chúng ta trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Hạt giống dưa là nhân. Nếu nhân này không tốt thì khi gieo xuống đất sẽ thành quả không tốt. Nhân không tốt là ví dụ cho ác, nhân tốt là ví dụ cho thiện. Khi chúng ta gieo hạt giống dưa xuống đất, biết đó là giống không tốt, chúng ta lại gieo tiếp hạt giống đậu xuống, thì những hạt giống dưa kia có biến thành đậu hết không? Không thể được. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Rõ ràng công và tội không lẫn lộn được. Không phải chúng ta gieo đậu xuống nhiều thì dưa không có quả. Từng loại đều có quả riêng. Từ vô thỉ đến nay, chúng ta đã gieo trồng những nhân thiện ác. Những hạt giống này tuyệt đối không mất và lẫn lộn với nhau được. Từ nhân đi đến quả đều có duyên. Cho nên Phật nói duyên sinh là như vậy. Nhân ác chúng ta tạo quá nhiều thì chúng ta bị quả ác. Nếu muốn dứt sạch các nhân ác thì giống như hạt dưa, ta không tạo duyên cho nó phát sinh bằng cách đem hạt giống đó bỏ vào trong bình đậy lại, không cho tiếp xúc với đất, nước, không khí. Trải qua 100 năm cũng không bao giờ trổ quả vì không có duyên làm cho nó phát sinh. Nếu như Phật tử đem hạt giống ấy gieo xuống đất có đầy đủ các yếu tố như nước, ánh sáng, vân vân thì nó sinh trưởng rất tốt. Do đó, chúng ta muốn thành tựu các điều thiện thì phải gieo nhân và duyên thiện. Muốn đoạn trừ các điều ác thì phải đoạn trừ nhân và duyên ác, không cho hạt giống ác trổ quả. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, con nhìn các pháp thế gian trôi qua như mây khói, chỉ mong cuộc sống có việc làm và thu nhập ổn định là yên tâm rồi. Ngoài ra không có mong cầu gì cao xa cả. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, cách suy nghĩ như vậy có đúng không? Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Suy nghĩ của Phật tử vô cùng chính xác. Người chân chánh học Phật phải giác ngộ ở chỗ này. Đời người chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ rồi, tại sao lúc nào cũng thấy mình thiếu thốn đau khổ?
Lúc trước, chúng tôi có dịp đến Nam Dương, thấy người dân ở Mã Lai làm một ngày nghỉ 2 ngày, làm một ngày đủ ăn 3 ngày, nghỉ 3 ngày lại đi làm tiếp. Chúng tôi thấy cuộc sống của họ an nhàn và hạnh phúc vô cùng. Quý vị nghĩ xem, có người cả đời làm ăn tích chứa vô số của cải, nhưng đến khi chết thì buông tay trắng, không có một ngày được tận hưởng hạnh phúc và thành quả của mình làm ra. Quý vị thấy có uổng thay cho họ không? Không biết sau này ai sẽ dùng số tài sản đó. Cho nên chúng tôi nghĩ dân tộc Mã Lai thật thông minh. Vì vậy tôi nói với một số Phật tử rằng, các vị hãy tích cực làm việc 1 năm rồi nghỉ 2 năm. Dành thời gian 2 năm này học Phật Pháp là điều vô cùng lợi ích. Cách làm này rất hay, người thông minh nên áp dụng nó. Quyết tâm làm việc, khi xong thì buông bỏ xuống, nỗ lực tu hành trong vòng 2 năm, nhất định sẽ được nhiều kết quả hạnh phúc an lạc. Hỏi, kính bạch hòa thượng, sau khi xem xong cuốn Vãng Sinh Luận, còn không muốn quan hệ giao tiếp với những người bên ngoài và cả những người trong gia đình, chỉ muốn ở nhà tịnh tu niệm Phật. Vậy xin hỏi hòa thượng, như vậy có phải là cố chấp không? Vì không làm việc giáo hóa chúng sinh, kính mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: người bước đầu học Phật, điều tốt nhất là cần phải chấp trước. Bởi vì muốn cho công phu tu tập được thành tựu thì điều quan trọng là phải chấp vào sự tu trì. Nhà nho có nói: chọn thiện cố chấp. Do đó, người sơ cơ học Phật cần phải cố chấp. Còn việc hóa độ chúng sinh thì khi nào? Đó là khi nào mình tu tập đủ định lực, không bị ảnh hưởng, bị mê hoặc bởi các cảnh duyên bên ngoài. Nếu khi tiếp duyên xúc cảnh mà bị hấp dẫn bởi ngũ dục, lục trần, tâm niệm loạn động, thì lúc đó mình tùy thuận tạo nghiệp, chứ không phải hóa độ chúng sinh. Từ xưa đến nay, những chuyện như vậy xảy ra không phải là ít. Lúc còn trẻ, khi vào trường học, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam hạn chế tối đa việc giao tiếp của chúng tôi. Cho đến khi chúng tôi 40 tuổi, Ngài cũng không cho phép chúng tôi đi ra ngoài giảng kinh. Thời gian trước 40 tuổi, chúng tôi cũng có đi giảng, nhưng chỉ là những đạo tràng ở Đài Trung. Còn ngoài thời gian học, chúng tôi vào thư viện ở Đài Trung để ôn luyện. Ngài sợ chúng tôi ra ngoài không làm chủ được chính mình, bị các duyên trần làm mê hoặc rồi bị đọa lạc. Đây là một vị thầy, một bậc thiện tri thức hết lòng quan tâm đến đệ tử. Chúng ta cần phải rõ đạo lý này, tự mình luôn nhắc nhở với chính mình, xem lại mình như thế nào. Những điều trong giới luật phải giữ lấy, chấp như vậy là việc tốt. Hỏi, bạch hòa thượng, đệ tử đi chùa lễ Phật, nhưng trong nhà có một người không chịu làm theo mà lại có ý kiến. Vậy xin hỏi hòa thượng, con nên yên lặng hay nói cho họ biết, mong hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: nếu như Phật tử có năng lực thì có thể giải thích cho anh ta hiểu. Còn nếu không thì nên yên lặng đợi nhân duyên, không nên tranh luận với họ. Bởi vì người ta chưa hiểu rõ chân tướng của sự việc thì không nên tranh luận. Ở Tân Gia Ba, các cha bên Thiên Chúa Giáo cho phép các tín đồ của mình qua tụng kinh Phật là vì họ hoàn toàn hiểu Phật Pháp, nên có một sự dung hòa rất là tốt. Hỏi, kính bạch hòa thượng, bình thường con không thích giao tiếp với mọi người, nhưng nếu có người quấy phá thời khóa tu tập thì con lại sinh phiền não. Vậy xin hỏi hòa thượng, con phải nên làm như thế nào để yên tâm tu học? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: nếu họ quấy nhiễu mình thì mình nên có từ tâm một chút. Bởi họ không hiểu thì mình ôn hòa giảng giải cho họ hiểu, không nên mang những phiền não vào lòng. Chúng ta phải dùng những phương pháp khéo léo để giáo hóa họ trở thành người tốt, có thể bằng công phu tu tập của chính mình mà chuyển hóa họ.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có vài học giả nói rằng văn hóa nhà Nho là văn hóa lạc cảm, còn văn hóa nhà Phật là văn hóa khổ cảm. Vậy con kính hỏi hòa thượng, nhân duyên ở trong đây nghĩa như thế nào? Đáp: Không có nhân duyên gì trong việc này cả. Người nào nói những điều này có nghĩa là đối với tư tưởng nhà Nho họ không hiểu rõ ràng, còn đối với nhà Phật họ lại càng không hiểu gì. Phật giáo dạy con người ly khổ để được vui, sao nói là văn hóa khổ cảm? Lời Phật dạy họ không hiểu thì chúng ta đừng nói gì nhiều với họ. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, hiện tại con chỉ chuyên niệm Phật, không thích giao tiếp nói chuyện. Nhiều người nói với con rằng bạn nên lịch sự và tùy duyên, nhưng con vẫn yên lặng không nói. Nhưng có người lại cho rằng làm như vậy là tự mình đánh mất duyên lành với chúng sinh. Xin hỏi hòa thượng, có phải là con không có tâm từ bi, hay là do con thiếu trí tuệ? Đáp: Điều này còn tùy thuộc vào người phát tâm. Nếu mình cảm thấy bản thân mình nghiệp chướng nặng, thiếu trí tuệ, thì chuyên tâm niệm Phật, cầu định, cầu huệ. Đây là việc làm rất tốt. Tạm thời chúng ta không kết duyên với chúng sinh, nhưng những công đức chúng ta tu hành, mỗi niệm ta đều hồi hướng cho chúng sinh. Đó chính là chúng ta kết duyên với chúng sinh. Không nhất định chúng ta phải gặp họ rồi giảng nói này kia mới gọi là kết duyên. Bởi vì đi giao tiếp giảng nói kết duyên có đôi khi kết duyên ác, chẳng phải duyên thiện. Còn nếu đem công đức tu hành của chính bản thân mình mà hồi hướng, đó mới chính là pháp duyên thuần thiện. Đến lúc công phu của mình thuần thục, trí tuệ khai mở, thì chúng ta có thể rộng độ vô số chúng sinh. Người tu hành phải phân thành những giai đoạn để tu tập như thế mới đúng như pháp. Hỏi: Bạch hòa thượng, nhà con xây một điện thờ Phật ở trên sân thượng, mặt tiền quay về hướng nam, còn khi lễ Phật thì xoay về hướng bắc. Nhưng các Phật tử nói với con rằng không nên xoay về hướng bắc lễ Phật. Con xin hỏi hòa thượng, như vậy có tội hay không? Sự việc này con cũng không biết như thế nào, xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Nếu mặt nhà xoay hướng nam, khi lễ Phật mặt xoay về hướng bắc, thì nên đặt tượng ở căn giữa. Còn đặt tượng Phật lệch hai bên đông và bên tây là không đúng. Tượng Phật nhất định phải đặt ngay gian giữa, ở vị trí trên cao. Tại sao? Vì khi bước vào nhà, thấy ngay chân dung của Đức Phật thì mọi người cung kính. Trong nhà vị trí này gọi là đại vị và thượng vị. Do đó, chúng ta không nhất định phải theo một số hướng cố định, bởi vì mỗi nhà mỗi hướng khác nhau. Nhưng dù hướng nào thì cũng phải đặt tượng ở vị trí thượng vị. Vị trí này giúp chúng ta liên tưởng đó là Tây Phương. Nhà xoay hướng nào chúng ta cũng đặt như vậy, phương nào cũng là Tây Phương cả. Không cần phải phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc. Kinh Hoa Nghiêm có đoạn: Thiện tài đồng tử du hành đến phương Nam để tham vấn các bậc thiện tri thức. Hướng Nam ở đây không phải chỉ các hướng Đông, Tây, Bắc. Nếu nói phương Nam có các bậc thiện tri thức, vậy hướng Đông, Tây, Bắc không có sao? Vậy vì sao nói các thiện tri thức ở phương Nam? Bởi phương Nam là chỉ cho ánh sáng, quang minh. Ở trong thuyết ngũ hành, hướng Nam là quả. Quả đại biểu cho ánh sáng, ánh sáng đại biểu cho trí tuệ. Thiện tri thức là người có trí tuệ, nơi ở của các ngài gọi là phương Nam. Ngoài ra, thiện tri thức còn là những người đầy đủ phước báo, nên nơi các ngài ở còn gọi là thành phước. Do đó, phương Nam hay thành phước không phải chỉ phương hướng, mà là một nơi nào đó.
Quý Phật tử chỉ có một lòng nhiệt thành thiết tha kính lễ cúng dường Phật và Bồ Tát để mong tiêu tai các ách nạn. Vậy tại sao lại có tội? Việc thờ cúng tượng Phật ở hướng Bắc hay Nam hoặc lễ lạy thì công đức vô lượng, không có lỗi gì cả. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, bạn của con và em gái đã lập gia đình nhưng lại đi quan hệ bồ bịch bên ngoài. Xin hỏi Hòa Thượng có cách gì để khuyên họ tỉnh ngộ không? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Xã hội hiện nay những việc linh tinh này xảy ra tương đối nhiều, nhưng đã là bạn bè hoặc là người thân trong gia đình thì mình nên khuyên bảo họ. Tuy nhiên, muốn khuyên họ, mình cần phải có trí tuệ, thiện xảo. Nếu không thì dễ làm tổn hại đến lòng tự trọng của họ. Lúc đó, người ta không nghe mà còn phản ứng lại thì không có tác dụng gì cả. Điều tốt nhất là nên tặng cho họ hai quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn và Kinh Thập Thiện để họ xem, may ra họ tỉnh thức. Lúc đó, từ từ chúng ta dẫn dắt họ. Nếu họ là người chân chánh tu học Phật Pháp thì họ sẽ tự động sửa những lầm lỗi của họ. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, chồng con hay đi nhậu, uống rượu, ăn thịt. Con đã nhiều lần khuyên mà không có tác dụng. Vậy kính xin hỏi Hòa Thượng, có phương thuốc gì để giúp cho anh ấy bỏ thói quen xấu đó không? Mong Hòa Thượng giúp cho con biết. Đáp: Có, phương thuốc đó chính là cô. Chính cô không cứu được anh ấy thì ai cứu? Mình là người học Phật cần phải có trí tuệ, vận dụng những phương tiện thiện xảo, khéo léo và tâm nhẫn nại mới cứu anh ấy được. Anh ấy là người đáng để cho cô thực hành hạnh độ sinh đó. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nếu trong gia đình không ai tin Phật thì làm sao có thể hoằng dương Phật Pháp? Về sau, người thân trong nhà có hậu sự gì phải làm như thế nào? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy những việc trên cho con rõ. Đáp: Việc lớn nhất của người Phật tử là giúp đỡ tất cả chúng sinh bằng cách hoằng truyền Phật Pháp. Phật tử hãy xem mọi người là đối tượng để mình độ sinh và gieo trồng công đức, đặc biệt những người trong gia đình, vì họ là những đối tượng rất khó độ. Tuy nhiên, đã là người trong gia đình thì có nhân duyên với nhau. Nếu không có duyên thì không thể trở thành người thân thích với nhau. Vì vậy, Phật tử phải khéo léo dùng những phương tiện thiện xảo để giúp đỡ họ. Điều trọng yếu là ngay bản thân mình tu học Phật Pháp làm sao để khi mọi người nhìn vào thì thấy và cảm nhận được sự thanh thoát hiền hòa ở nơi mình, khiến họ vui vẻ, ngợi khen, thì xem như bạn đã giúp họ đến với Phật Pháp rồi. Trên con đường hóa độ chúng sinh, chúng ta phải biết áp dụng tứ nhiếp pháp mới có thể thành tựu. Nhiếp là nhiếp thọ cảm hóa chúng sinh. Đây là phương pháp rất căn bản, người học Phật phải biết áp dụng vào đời sống của mình cho có hiệu quả, nhất là đối với người thân trong gia đình. Có như vậy mới giúp họ được, cũng chính là chúng ta thực hành hạnh bố thí. Điều quan trọng cần phải biết là không nên phê phán chỉ trích những lầm lỗi, mà phải biết khen ngợi tán dương những việc làm tốt đẹp của họ. Khi họ cảm nhận mình tu học Phật Pháp, hiếu thuận đối với cha mẹ, tôn trọng sư trưởng và các bậc tiền bối, hòa nhã với anh em, nhường nhịn người dưới, chăm lo những người tật bệnh, lúc nào bạn cũng thương yêu chan hòa với mọi người, thì họ sinh lòng cảm động mà đem lòng cầu thị học Phật. Lúc này bạn hãy đem Phật Pháp ra giảng giải cho họ hiểu. Được như thế có nghĩa là họ hoàn toàn được độ. Một người mới học Phật vừa thọ tam quy ngũ giới, khi thấy mọi người trong gia đình có sai phạm gì liền nói: không được, bạn phá giới rồi, tương lai sẽ đọa địa ngục. Những người trong gia đình sẽ nhìn người ấy như là oan gia đối đầu. Vì vậy, người học Phật cần phải có trí tuệ. Đối với người nên nói và không nên nói những gì, phải thận trọng trong lời nói, phải biết chừng mực.
Một người học Phật chân chánh, nếu biết vận dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống, thì cả gia đình sẽ có phước thực sự. Phật tử làm thế nào để cảm hóa được mọi người đây? Đó là phải biết áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, cho khế lý, khế cơ, khế thời, thì có lợi lạc thực sự. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, làm thế nào để lợi nhuận mà mình có được trong kinh doanh được hợp lý, tránh gây tạo nghiệp? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Là Phật tử, chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này. Không luận là chúng ta làm nghề gì, nhưng lợi nhuận chúng ta làm ra nên đem cứu giúp những chúng sinh khổ nạn trên thế gian này. Chỉ cần cuộc sống của mình đơn giản, nhẹ nhàng là đủ rồi. Thực tế mà nói, chúng ta sống càng đơn giản thì đời sống càng thanh thản và nhẹ nhàng. Ở Tần Gia Ba có lão cư sĩ Hứa Triết, sống hơn 100 tuổi nhưng cả đời không tật bệnh, tâm hồn rất thanh thản, hiền hòa, từ bi. Cuộc sống của bà rất thanh đạm, mỗi ngày ăn có một bữa, thức ăn lại đơn giản, không ăn các thức ăn có dầu mỡ, đường cùng các thứ hóa chất khác. Bà chỉ dùng toàn thứ rau quả tự tay bà trồng lấy. Quần áo cũng đơn giản, bà lượm đồ người ta bỏ đi về giặt sạch rồi mặc lại. Cư sĩ Lý Lâm Nguyên hỏi bà rằng: Sao bà cụ không may một bộ đồ mới để mặc? Bà nói: Tôi hàng ngày cùng sống với những người nghèo khổ, tôi mặc đồ mới thì chẳng gần gũi giúp đỡ họ được. Đây đúng thật là bậc Bồ Tát, không phải là phàm phu. Phàm phu thì thích hưởng thụ, tham cầu miếng ăn, miếng uống để nuôi tấm thân bệnh tật này. Cư sĩ Hứa Triết một đời mạnh khỏe, sống tự tại, đây là bài học giúp chúng ta thức tỉnh. Do đó, người học Phật nhất định phải rõ lý, hiểu sự. Lý sự viên dung thì sự tu học mới đúng như pháp, như lý, cả khi làm việc trong đời sống hàng ngày. Hiểu và sống có tiết độ như vậy thì vô cùng tốt. Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, người xưa nói, tu học không nên nhìn ngó lỗi người. Sống trong một tập thể cùng tu học, nếu người bạn đồng tu của mình có sai phạm thì có nên nhắc nhở họ không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Đây là tình đồng đạo. Lỡ ai có sai phạm thì mình nên nhắc nhở và giúp đỡ họ để cùng tiến tu. Điều quan trọng là phải có trí tuệ khéo léo khi nói năng, nhắc nhở khuyên bảo. Và điều tốt nhất là không quá 3 lần. Nếu không thì dễ làm người ta khó chịu và mất tình cảm, làm thương tổn đến lòng tự ái của họ. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, con có gặp một vị tuổi lớn và biết vị này tu hành mà không giữ giới luật, tạo các nghiệp xấu. Vậy thưa Hòa Thượng, có nên nói cho ông ta biết hay là nên yên lặng? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Điều tốt nhất là Phật tử không nên để ý đến chuyện này. Như vậy thì vô lượng công đức mà tâm mình được thanh tịnh. Nếu một lần mình nghĩ họ phạm giới thì chính bản thân mình phạm một lần. Một lần nghĩ họ tạo nghiệp thì một lần chính mình tạo nghiệp. Họ tạo nghiệp bằng thân và khẩu, còn Phật tử tạo nghiệp bằng ý. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng, người chân chính tu hành không nhìn lỗi thế gian. Nếu như biết áp dụng lời dạy này thì sự tu tập của Phật tử nhất định được thành tựu. Con người ta vốn vô minh, khi thấy người khác có lỗi thì đem nó chứa vào tâm mình, hủy hoại và làm chướng ngăn con đường tu tập của mình, tương lai nhất định đọa vào tam ác đạo. Tâm mình không thanh tịnh đã là một lỗi rất lớn. Hỏi: Con từng nghe Hòa Thượng nói, bây giờ việc học tập của học sinh ở trường không mấy nghiêm túc. Vậy hỏi Hòa Thượng, con có nên gửi con mình vào trường học hay không? Hay dành thời gian học ở ngoài để con mình theo học Phật Pháp? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ.
đáp: làm như vậy là không đúng. Suy nghĩ của Phật tử rất tốt, nhưng không phù hợp với quy tắc giáo dục và pháp luật nhà nước. Nếu sự việc này bị phát hiện, Phật tử sẽ bị ngồi tù. Trừ trường hợp đặc biệt là Phật tử dẫn đến trường ghi danh cho con mình, nhưng không cho con đến lớp mà cho học ở nhà. 6 năm sau, nó được đăng ký dự thi và trường phát bằng tốt nghiệp. Điều này Phật tử xem có thực hiện được hay không? Đây là chuyện không dễ. Tôi có một cách chỉ bày cho Phật tử. Ngoài thời gian cháu đến lớp, một ngày Phật tử dành 1 tiếng đồng hồ để chỉ dạy cho con mình đọc các sách thánh hiền. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, tạc tượng Phật hoặc tượng A-la-hán mà chỉ tạc tượng bán thân, nửa thân, có đúng pháp không? Kính Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: đây là việc không đúng pháp. Tạo hình tượng Phật và Bồ Tát nhất định phải tạo toàn thân, ngồi hoặc đứng. Các tranh vẽ Phật và Bồ Tát cũng vậy, phải vẽ toàn thân, không được vẽ bán thân. Vẽ bán thân là khiếm khuyết, biểu hiện cái tâm không cung kính. Quý Phật tử nên chú ý vấn đề này. Hỏi: kính Bạch Hòa Thượng, con và chồng con kết hôn với nhau, cuộc sống lúc đầu rất hạnh phúc, nhưng sau anh ấy lại ăn chơi sa đọa, đi bồ bịch ở bên ngoài. Làm sao con có thể đối diện với con người bạc tình bạc nghĩa như vậy? Anh ta biết những việc đó là sai trái, nhưng không chịu sửa đổi. Làm sao khuyên giải anh ta được? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: đây là vấn đề rất nghiêm trọng trong xã hội hiện nay. Hiện tại, ly hôn chiếm tỷ lệ càng ngày càng cao, là một hiện tượng đáng nguy. Gia đình là một cơ cấu tổ chức để hình thành xã hội. Nếu ví xã hội là thân thể con người, thì gia đình như những tế bào cấu thành nên thân thể đó. Nếu thân thể phát sinh bệnh tật, mổ xẻ, thì tánh mạng rất nguy. Xã hội ngày nay loạn động, lòng người bất an, đạo đức con người xuống cấp. Nguyên nhân chính là gì? Đó là do sự đổ vỡ của các gia đình. Ngày nay, việc kết hôn đã khác xưa nhiều. Nếu ngày xưa cha mẹ quyết định việc hôn nhân, cưới gả cho con cái, thì bây giờ mọi việc đã đi ngược lại. Tôn sùng tự do yêu đương dẫn đến kết quả càng tệ hơn. Ngày xưa, hiếm khi chúng ta nghe nói đến chuyện ly hôn. Điều đó có thể thấy chế độ hôn nhân thời xưa tốt hơn bây giờ rất nhiều. Làm cha làm mẹ có thương yêu con cái không? Bổn phận làm cha mẹ có nghĩ đến hạnh phúc con cái không? Cha mẹ ai cũng thương yêu và lo nghĩ đến tương lai cho con cái, nên một đời khổ nhọc nuôi dưỡng con cái. Khi con đến tuổi trưởng thành thì tìm đối tượng để kết duyên thành vợ chồng. Đây chính là hạnh phúc cả cuộc đời của con mà cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình. Người lớn sống bằng kinh nghiệm, trước khi làm việc gì họ cũng dùng lý trí để phán xét mọi việc. Còn lớp trẻ bây giờ thì tự do yêu đương, phần nhiều đến với nhau bằng tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, không có sự quán xét của lý trí. Một lần tôi đến Mỹ giảng kinh, nghe một chuyện như thế này. Có một cặp vợ chồng nọ, sáng tổ chức đám cưới rất long trọng, chiều lại dẫn nhau ra tòa ly hôn. Nguyên nhân là gì? Là đến với nhau bằng tình cảm bồng bột, không có sự suy nghĩ chín chắn, tự do yêu đương, tự do đến với nhau. Điều này nam nữ trước khi kết hôn cần phải thận trọng. Thanh niên tuổi trẻ phải sống bằng trí tuệ của mình. Khi làm bạn phải có thời gian tìm hiểu từ 2 năm đến 5 năm, thậm chí đến 10 năm, sau đó mới đi đến kết hôn. Thời gian dài như thế đủ để tìm hiểu về cách sống đạo đức của cả hai, vì hai người sống với nhau một đời chứ không phải là chuyện sáng chiều. Việc này không chỉ đối với trách nhiệm gia đình mình mà còn liên quan đến thế hệ con cháu đời sau, xã hội, quốc gia và hòa bình của thế giới. Vì sao sau khi kết hôn lại phát sinh ra những vấn đề không tốt đẹp để rồi đi đến đổ vỡ hạnh phúc?
Vì khi yêu nhau, việc gì hai người cùng bao dung cho nhau, không hề thấy lỗi của nhau. Giống như người xưa nói, không thấy lỗi thế gian. Nhưng khi kết hôn rồi, từ sáng đến chiều toàn thấy lỗi nhau. Như vậy thì làm sao gia đình có được hạnh phúc? Muốn có hạnh phúc trong gia đình thì phải luôn thấy những ưu điểm của nhau. Nếu thành viên nào có điều gì không tốt thì nên bao dung tha thứ. Khi chung sống, nếu thấy ai sai lầm thì khuyên nhắc, nhưng không quá 3 lần. Nếu họ không nghe thì mình nên cảm thông với thiện ý và lòng nhiệt thành. Vì chí thành thì sẽ cảm thông. Người xưa nói, lòng chí thành đá cũng dở ra. Nếu lời nói của ta không làm cho đối phương cảm động thì lòng chân thành của ta còn thiếu nhiều lắm. Cho nên lời nói phải có sự chân thành. Cần phải học nhiều, giúp cho mình khai mở trí tuệ, hiểu được những cách giao tiếp cư xử khéo léo. Được như thế thì mình sẽ cảm hóa được họ. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, con mỏi mệt, chán ghét chuyện thị phi, không muốn tiếp tục đi làm nữa, chỉ thích ở nhà tự mình tu tập, nhưng ba má con muốn con đi làm. Vậy xin hỏi Hòa Thượng cách nào là tốt? Kính xin Hòa Thượng chỉ bày cho con hiểu. Đáp: Phật tử nên nghe lời ba má mình. Điều tốt nhất là nên tiếp tục đi làm. Trong công việc, mình đối diện với thực tế cuộc sống, giúp mình hiểu thêm ý nghĩa và giá trị của cuộc đời. Người tu Phật không xa lìa cuộc sống. Bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một đời làm công việc giáo dục, Ngài không buông bỏ công việc. Nam Mô A Di Đà. Kính Bạch Hòa Thượng, con mang thai được 5 tháng. Qua kết quả khám nghiệm siêu âm thì thai nhi có hình thể dị thường. Sau khi sinh đứa bé ra, có thể trí năng không được bình thường nên con rất lo lắng. Những người thân của con không muốn cho đứa bé ra đời, bảo con phải phá thai đi. Con biết làm như vậy tội rất nặng, con không muốn kết duyên ác với đứa bé. Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con phải nên làm như thế nào. Nếu như con nghe lời người thân, làm theo phạm tội có nặng không? Đáp: Thế giới bây giờ phát sinh những chuyện giống nhau. Theo cách nhìn và quan điểm của Phật giáo, đây là cộng nghiệp của chúng sinh. Kết quả xấu ác là do nhiều đời nhiều kiếp tạo những nghiệp bất thiện. Nếu người không biết đạo Pháp, gặp những việc như vậy rất khó vượt qua. Nhưng chúng ta là Phật tử, khi gặp những cảnh bất trắc thì mình hãy nhìn nhận, quán chiếu mọi việc theo tinh thần Phật Pháp thì tất cả sẽ được hóa giải. Trẻ con đối với cha mẹ có một nhân duyên rất mật thiết, mời đầu thai làm con trong gia đình mình. Nếu không có thì dẫu cầu nó đến, nó cũng không đến. Đức Phật nói con cái và cha mẹ có quan hệ 4 nhân duyên như sau: đến để báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Thực tế mà nói, con người cùng với tất cả chúng sinh đều có quan hệ trong 4 nhân duyên này. Vì vậy, nếu trẻ con đầu thai vào nhà mình để báo ơn mà Phật tử nghe lời mọi người phá thai thì ân hóa thành oán cừu, rơi vào tội sát sinh rất nặng. Nếu nói đến báo oán mà mình phá thai đi thì oán oán chất chồng, hận thù càng thêm sâu. Đến đòi nợ, nợ càng tăng lên. Nhân quả 3 đời oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt. Chúng ta sống mà gặp nhiều chuyện không may là do trong quá khứ gây tạo nghiệp bất thiện. Người nào trong đời này gặp những chuyện an ổn tự tại
việc gì cũng được như ý muốn, đều do quá khứ họ tích chứa rất nhiều công đức, phước lành, nên đời này mới thành tựu những việc tốt đẹp. Gieo nhân thiện thì được quả thiện, nhưng ác có quả ác. Thực tế mà nói, y học phán đoán chưa chắc gì đúng hoàn toàn. Vậy mà có rất nhiều người tin vào lời nói của y học, cho rằng bác sĩ là khoa học, tôn giáo là mê tín, không chịu tiếp nhận thì không có biện pháp gì cứu nữa. Có những trường hợp bác sĩ đông y ở Trung Quốc chẩn đoán và trị liệu hết. Về phương diện nào đó, đông y chữa được mà bên tây y phải bó tay, theo không kịp. Vì vậy Phật tử nên thử khám và điều trị theo đông y xem sao. Nếu không được thì mình có cách khác, làm mọi việc phước thiện vì đứa trẻ này. Có rất nhiều cách tu phước, thù thắng nhất là giáo dục. Việc này không khó. Ở Trung Quốc hiện nay xây dựng những trường học từ thiện, Phật tử nên góp ít công đức và hồi hướng công đức đó cho con mình, nhất định nó sẽ hoan hỷ. Phật tử tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho nó. Đây là cách tu phước, giúp vượt qua những tai ương rất tốt. Việc này Phật tử hãy bàn với mọi người trong gia đình, suy nghĩ và cùng làm. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, nếu mình làm công việc quản lý nhân sự, điều hành công việc nhưng lại dễ sinh phiền não, tâm không thanh tịnh, vậy nên xử sự như thế nào? Mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Làm việc đã khó, làm người càng khó hơn. Đặc biệt là hiện nay, con người phiền não tập khí rất nặng, chúng ta cần phải có tâm tốt giúp đỡ họ. Khi làm việc, thông thường dễ xảy ra những chuyện hiểu lầm. Nếu như chúng ta không có trí tuệ, phương tiện thiện xảo khi làm việc, thì rất dễ xảy ra phiền não. Đây là một điều khó tránh khỏi. Cho nên cổ nhân nói, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng vô sự. Phật tử nên gặp những người lớn tuổi, tâm sự trò chuyện, để họ chỉ vẽ thêm những kinh nghiệm của người đi trước. Mình không chỉ biết quản lý nhân sự, mà còn phải biết quản lý quan hệ xử sự trong công việc cho có kết quả. Quản lý con người là một điều rất khó, dễ nảy sinh phiền não. Do đó, cần phải có trí cao. Nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo. Điều tối quan trọng trong quản lý nhân sự là bình đẳng, tâm không thiên lệch. Nếu không thì khó tránh khỏi việc tạo nghiệp. Người nào đối xử với ta tốt một chút, ta quan tâm, nâng đỡ họ. Người nào đối với ta không tốt, thấy sai phạm, mình tìm cơ hội gây những khó khăn cho họ. Điều này chính là tạo nghiệp, nhất định bị quả báo. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những tai nạn. Vì sao vậy? Vì đời trước chúng ta đã tạo nhiều chướng nghiệp với người khác. Hôm nay đủ duyên, họ trở lại cản trở ta. Nhân quả báo ứng không một mảy may lẫn lộn. Sau khi học Phật Pháp, chúng ta thay đổi cách nhìn nhận. Đối với mọi việc, tâm vẫn yên bình. Những chuyện thuận nghịch đến, chúng ta vẫn chấp nhận. Để rồi từ từ hóa giải các vấn đề, thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Cho nên, người đệ tử Phật khi làm việc phải có trí tuệ, có lòng hoan hỷ, thì mới cảm nhận được Phật Pháp vô cùng ích lợi đối với chúng sinh. Nhiều người không có duyên với Phật Pháp, khi gặp những chuyện rắc rối, họ không hóa giải được, thậm chí phải tìm cách tự tử. Tự tử không giải quyết được vấn đề, mà hiện tại phải nhận chịu hậu quả. Người có trí tuệ khi giải quyết vấn đề là phá mê khai ngộ. Cuộc sống giữa con người với con người có sự tương quan nhau rất mật thiết. Điều quan trọng là phải chân thành với nhau. Phật tử hãy cố gắng học hỏi Phật Pháp nhiều và khéo léo vận dụng vào trong cuộc sống để đem lại sự lợi lạc cho mình và tất cả mọi người. Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, Đại sư Chương Gia nói Ngài sinh ra đời là do được chư Phật và Bồ Tát sắp xếp. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, hàng phàm phu chúng con sinh ra đời có
có được chư Phật và Bồ Tát sắp xếp không? Mong Hòa Thượng giảng nói cho chúng con hiểu. Đáp: thời chúng tôi học Phật, cuộc sống vô cùng khó khăn. Phật Pháp nói, pháp luân chưa chuyển, thì trước phải lo cuộc sống. Điều này có nghĩa là, dù học đạo hay học thế gian học, thì cuộc sống sinh hoạt ổn định là điều kiện trước tiên. Cuộc sống không an định thì không có cách gì an tâm học được. Do đó, Đại sư Chương Gia khuyên chúng ta phải thiết tha cầu học Phật để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì được chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Quỷ Thần hộ trì dù gặp cảnh nghịch hay thuận. Muốn được điều này, chúng ta phải xả thân phục vụ vì lợi ích mọi người, không nghĩ đến lợi danh toan tính vì mình, thì Phật và Bồ Tát sẽ gia hộ cho. Còn ngược lại, nếu chúng ta có kế hoạch gì riêng cho mình thì các ngài không lưu tâm đến. Khi làm việc phải buông xả, không nhọc lòng dính mắc chấp trước thì được các ngài chiếu cố đến. Ngày trước tôi cũng thường suy nghĩ nhiều, nhưng sau này không nhọc lòng suy nghĩ nữa, để cho Phật và Bồ Tát lo thì trong lòng mình càng thanh thản. Muốn được như vậy thì phải có lòng tin tuyệt đối vào chư Phật và Bồ Tát, nếu không thì không bao giờ có sự cảm ứng. Kinh Lăng Nghiêm nói, dùng thân tâm này kính lễ khắp cõi Phật thì mới gọi là báo ơn Phật. Nói tóm lại, sống và làm việc ở thế gian hoàn toàn vì Phật Pháp, vì an vui cho tất cả chúng sinh. Người như thế mới được chư Phật Bồ Tát hộ trì và được các ngài an bài sắp xếp. Khi làm việc phải tùy thuận nhân duyên, duyên chưa đến thì không có gượng ép một cách miễn cưỡng. Nếu một người bình thường muốn được Phật và Bồ Tát an bài sắp xếp cuộc sống của mình, nhất định phải phát tâm. Nếu không phát tâm, hoặc là có nhưng không dũng mãnh, không chân thành, thì cuộc đời của mình nghiệp chướng sẽ an bài sắp xếp. Hoặc như người đời nói là vận số an bài sắp xếp. Người chân chính tu Phật dùng nghiệp lực để chuyển thành nguyện lực, đó mới thật sự được chư Phật Bồ Tát chiếu cố, Thiên Long Thiện Thần có trách nhiệm luôn theo hộ trì cho mình. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, buổi chiều khi đi tản bộ dọc bờ biển, đệ tử thấy những người làm ăn phi pháp, đệ tử muốn báo cho cảnh sát biết, nhưng chợt nghĩ lại thương cho hoàn cảnh cuộc sống của họ nên mới tìm cách mưu sinh như vậy, nghĩ thật thương xót. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, Phật Pháp cùng với pháp luật nhà nước có giống nhau không? Đáp: Kinh Phạm Võng dạy chúng ta không làm quốc tặc, không dối quốc chủ. Kinh Trân Bảo dạy chúng ta không buôn lậu, không trốn thuế quốc gia. Trên thế giới, quốc gia nào cũng có pháp luật riêng của nước mình. Riêng trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta làm việc gì cũng phải hợp pháp lợi mình, lợi người. Bạn khởi tâm từ bi thương họ nên không đi trình báo cảnh sát về những việc làm phi pháp của họ. Nhưng các báo chí ở Tân Gia Bà cũng thường đăng tải những chuyện làm không hợp pháp, và không ít người đã bị phát hiện và bị bắt. Phật Pháp cũng không ngoài tình và lý. Mình là đệ tử Phật, phải hiểu thật rõ ràng bổn phận của việc tu hành là vì xã hội, vì hạnh phúc an lạc cho quốc gia. Hạnh phúc không chỉ giới hạn tìm cầu cho riêng mình mà còn cho tất cả mọi người. Khi làm việc gì, ngoại trừ các điều ác, luôn làm các việc lành, phá mê khai ngộ, quên mình vì người. Muốn được như thế, Phật tử phải thường nghe học kinh điển. Khi thấu triệt hiểu thông suốt thì pháp Phật và pháp thế gian chỉ là một, không có gì trái ngược nhau. Chúc bạn từ từ hiểu rõ điều này. Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, làm việc trong một tập thể không thể không nghe những lời tà tri, tà kiến. Do đó,
khó tránh khỏi những ấn tượng không tốt mà sinh ra các phiền não. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, những việc như thế thì nên xử lý như thế nào? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: việc này bạn nên học theo cư sĩ Hứa Triết ở Tân Gia Ba là tốt nhất. Bà ta nói rằng, tôi gặp những việc bất như ý, nghe những lời nói không được hay, giống như đi trên đường gặp người lạ nói chuyện. Tôi không để ý, không đem vào tâm mình. Vì thế, mình nên học theo bà. Gặp những chuyện gì, mình coi như khách qua đường, đừng đem vào tâm mình để rồi phiền não. Làm thế nào không để lại ấn tượng? Bạn gặp người qua đường toàn là những người khách lạ, bạn có thấy không? Có thấy nhưng hoàn toàn không nhớ. Có nghe nhưng họ nói những gì chúng ta hoàn toàn không biết. Đó chính là không có ấn tượng, cũng là phương cách tốt nhất để mình tập tính buông bỏ. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, có một số người giả dạng tu hành xuất hiện ở nhiều nơi để khất thực. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, chúng con nên học theo gương của bậc cao tăng Đạo An, bị người ta lừa gạt vẫn như như bất động, chỉ tặng cho họ một câu A-di-đà Phật để kết duyên với họ. Như thế có đúng không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: cả hai đều tốt. Phật tử bố thí cúng dường cho họ để kết duyên. Phật tử biết họ là giả, như vậy có nghĩa là mình không bị lừa, mà còn niệm mấy câu A-di-đà Phật để tặng cho họ và kết duyên với họ là điều rất tốt. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con quyết tâm một đời này niệm Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng chồng con không muốn cho con phát nguyện như vậy. Con trai con cùng mọi người muốn con ở thế gian để hộ trì chánh pháp cho được lâu dài, không đi đến hủy diệt. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, như vậy có đúng không? Đáp: đây là do tâm nguyện của Phật tử, không nên nghe theo gia đình người thân một cách miễn cưỡng. Mọi người tin hay không, mình không cần biết. Điều quan trọng là việc phát nguyện của chính mình phải mãnh liệt. Chúng tôi chỉ khích lệ tinh thần, không nên nương nhờ hy vọng vào ai cả. Cho nên chư Phật và Bồ Tát dạy chúng sinh cũng vậy, chúng ta tự tin vào mình và nỗ lực tu hành. Nếu hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều, nếu không có hy vọng cũng không bị phải thất vọng. Điều này chúng ta cần phải học tập. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, buôn bán cổ phiếu là thiện nghiệp hay ác nghiệp? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: tôi không hiểu gì về cổ phiếu. Nếu nó mang tính chất bài bạc thì người học Phật như chúng ta không nên làm. Nếu đó là một hình thức tiết kiệm như ngân hàng thì có thể được. Tiết kiệm ngân hàng thì không có tội, còn mang tính bài bạc thì nhất định lỗi rất lớn, vì nó làm tăng trưởng lòng tham muốn. Người chân chánh tu học không cần giữ gìn tiền bạc. Giữ gìn tiền bạc là một điều sai lầm. Các khổ nạn ở thế gian phần nhiều là do thiếu tiền. Chúng ta có dư thì nên đem bố thí cứu giúp cho những người bị khổ nạn, không nên cất giữ. Phật dạy chúng ta có tiền của đem cứu giúp mọi người thì người đó mới thật sự là phú quý. Bạn có biết tiền tài từ đâu mà đến không? Đó là do chúng ta đời trước bố thí cứu giúp mọi người thì bây giờ phước báo đến với chúng ta. Ta càng bố thí thì tiền tài sẽ đến càng nhiều. Còn buôn bán cổ phiếu nếu được thì chỉ trong khoảng thời gian, có khi còn mất trắng. Nhưng khi có nhiều tiền thì không nên có tâm hưởng thụ, vì hưởng thụ rất dễ bị đọa lạc. Do đó Phật dạy chúng ta cần phải buông cái được. Khi có phước báo, phải biết cúng dường bố thí cứu giúp mọi người. Người trí tuệ là người biết sống một cuộc sống tri túc, biết đủ, không có tâm tham cầu hưởng thụ vật chất. Nếu có dư,
họ đem ra cứu giúp cho tất cả chúng sinh hoạn nạn. Đó mới chính là công hạnh của bậc Bồ Tát. Do đó, điều tốt nhất cũng không cần phải gửi tiết kiệm, có khi còn bị mất của. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, đứa con trai của con muốn chuyển thân nam thành thân nữ, nhiều người bảo con nên tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho nó, có người lại bảo niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng chú tiêu tai kiết tường, lại có người bảo tụng kinh Thủy Sám. Sáng tối con đều theo thời khóa tụng kinh Địa Tạng, chú kiết tường, đại bi chú mấy tháng nhưng không có kết quả. Xin hòa thượng chỉ dạy cho con nên làm cách nào. Đáp: Đây là chuyện gia đình của bạn, người bên ngoài không thể hiểu hết. Người hiểu rõ việc không ai hơn chính là bạn. Con bạn muốn phẫu thuật thì bạn hãy cứ mời bác sĩ đến chẩn đoán và kết luận như thế nào, sau đó mới quyết định được. Con tụng kinh niệm Phật thật sự có cảm ứng, nhưng vì bạn tụng quá nhiều loại nên khó có kết quả. Người xưa nói, thành thì linh. Khi phát khởi lòng chân thành để tụng kinh niệm Phật trì chú thì tâm sẽ thanh tịnh. Được vậy mới có sự linh cảm. Sở dĩ bạn niệm không có kết quả là do mỗi ngày tụng kinh niệm Phật trì chú xen tạp như thế thì làm sao cảm ứng được. Kinh nào, chú nào hiệu quả cũng như nhau. Không nên cho kinh này hay, kinh kia không hay. Tu tập không nên xen tạp quá nhiều, sẽ làm cho tâm bạn khó an định được. Phải có lòng tin tuyệt đối vào pháp tu của mình, liên tục như thế mới có hiệu quả được. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, bây giờ giấy viết, chữ viết phổ biến rất nhiều. Mỗi năm, nơi công xưởng con đang làm việc sản xuất ra lượng giấy viết chữ rất nhiều, nhưng phần đông người ta dùng giấy viết chữ để gói đồ dùng. Xin hỏi hòa thượng, như vậy có bị tổn phước và bị quả báo không? Kính xin hòa thượng giảng nói cho chúng con hiểu. Đáp: Giấy viết chữ thời nay so với thời xưa quá rẻ. Hơn nữa bây giờ các sách báo phần nhiều dạy người ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Rất ít sách báo dạy cho con người những điều hay lẽ phải. Thời nay phần nhiều người ta ít quý tiếc phước báo. Giấy viết chữ ngày xưa phần lớn dùng để viết lại lời dạy của Thánh Hiền, để truyền dạy đạo đức cho con người. Do đó người ta rất tôn kính giấy viết chữ, không dứt bỏ tùy tiện, hoặc dùng lau chùi đồ đạc bàn ghế, gọi các đồ vật. Người quý tiếc giấy viết chữ chính là tích chứa phước đức, tôn kính lời Thánh Hiền. Chúng ta không được lấy giấy có in tượng Phật, kinh pháp bỏ đi rồi dẫm đạp lên. Đó là hành động tích phước. Tượng Phật, kinh sách bị hư hoại, ta làm lễ rồi mới đem quả thiêu. Điều này tốt nhất là nên đưa đến chùa viện để quả thiêu, không nên làm một mình hoặc đem đến nơi khác. Nên đem đến những vùng hoang vắng sạch sẽ để quả thiêu và rải ra đất. Đó là thể hiện lòng tôn kính. Nhưng bây giờ là thành phố, nếu làm như thế thì dễ gây ra quả hoạn phạm pháp. Điều tốt nhất, đem vào chùa viện có lò thiêu để quả thiêu. Nếu kinh sách thêu bằng vải lụa thì không nên quả thiêu, vì đã trải qua lịch sử mấy trăm năm, một số ít thì gần đây. Nếu cũ quá thì đem tu sửa hoặc dán lại. Đây chính là phẩm vật lịch sử Phật giáo, là nghệ thuật của Phật giáo. Chúng ta cần phải quý trọng, không nên đem quả thiêu. Bây giờ việc in ấn rất phổ thông dễ dàng, những tác phẩm không mang tính nghệ thuật thì đem quả thiêu cũng không sao. Ngoài ra, chúng ta cần phải hiểu, giấy viết chữ không nên quấy thức ăn, bởi vì chất mực in trên giấy dính vào thức ăn rất độc. Nếu quấy như thế thì không nên dùng. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có người nói nếu dùng sâu chuỗi làm bằng ngà voi niệm Phật một thời gian,
thì chúng voi sẽ đến đòi mạng. Do đó, con không dám đưa tặng cho người khác. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, bây giờ con phải làm thế nào đối với chuỗi bằng ngà này? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Phật tử nên đem sâu chuỗi đó cúng dường cho một vị chân chính tu hành, đủ đức độ để cảm hóa, bởi mình chưa đủ đức độ để cảm hóa nó. Đây là việc đúng nhất, là tâm từ bi. Người tu học Phật Pháp chẳng những không được ăn thịt chúng sinh, mà cũng không được mặc y phục may bằng da của các loài động vật, bởi vì như thế là làm thương hại đến tánh mạng chúng sinh. Cho nên, lấy da làm giày, may áo cũng giống như ăn thịt chúng sinh vậy. Trong Bách Trượng Thanh Quy nói rằng, người từ 70 tuổi trở lên, cơ thể suy nhược, không có độ ấm, thì dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên cho phép dùng, nhưng phải ra bạch cho chúng biết. Con cần mặc áo ấm bằng da để giữ gìn sức khỏe. Đó là những trường hợp đặc biệt có thể duyên khai mở. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, con luôn muốn khuyên nhắc, giúp đỡ mọi người làm việc thiện. Thế nhưng, sau một thời gian, trong tâm ý con lại muốn lãnh đạo và truyền mệnh lệnh để sai bảo. Kính hỏi Hòa Thượng, làm sao mà mình không rơi vào việc chỉ đạo sai khiến người khác? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Ban đầu là phụ giúp, hướng dẫn người khác làm việc tốt, sau đó lại muốn lãnh đạo người khác. Nguyên nhân là do tính chủ quan, ngoài ra còn do tập khí phiền não. Đó chính là ý niệm muốn khống chế người khác nghe theo lời mình. Người học Phật nhất định phải khống chế tập khí của mình là chính yếu, buông bỏ ý niệm khống chế người khác mới đúng thực là hành Bồ Tát Đạo. Nếu ở đâu bạn cũng muốn làm những chuyện như vậy, thì một cách vô tình tự mình tạo thành những chướng ngại trên con đường tiến tu của chính mình, không thể sống hòa hợp với mọi người. Những ý tưởng hành vi này hoàn toàn không tốt, cần phải điều chỉnh lại. Nhà nho dạy con người phải luôn biết khiêm hạ. Chỉ có khiêm hạ mới vì chúng sinh phục vụ, mới thực hành hạnh bố thí cúng dường. Không có lòng khiêm hạ thì sinh tâm cống cao ngã mạn, ở đâu cũng muốn chỉ huy người khác, dùng mệnh lệnh để thay đổi chỉ bày. Bản thân mình chưa hiểu hết mà hay đi chỉ trích người này người kia, đó là làm chướng ngại con đường tu tập của mình. Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, người dân quê con sống bằng nghề đánh bắt cá, nghiệp sát rất nặng. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, làm sao để cho họ kết duyên với Phật Pháp? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Điều đầu tiên giúp họ hiểu về Phật Pháp là phải có người giảng giải cho họ nhận hiểu về đạo lý nhà Phật. Nếu không có người giảng giải thì đến đạo tràng thỉnh băng đĩa hoặc quyển sách Liễu Phàm Tứ Quấn đưa đến tận nơi cho người ta xem. Những băng đĩa này dành cho những người sơ cơ rất hợp, có thể dùng những phương tiện này để dẫn dắt họ. Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, người đã hôn nhân và người chuẩn bị kết hôn, đối với một Phật tử về phương diện này chủ ý như thế nào? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Những người đã kết hôn và chuẩn bị kết hôn nên đến gặp các bậc lớn tuổi để thưa hỏi. Các bậc này có kinh nghiệm nhiều hơn và sẽ chỉ dạy cho các bạn. Kết hôn, điều quan trọng đầu tiên không chỉ chàng trai và cô gái hiểu nhau, mà cả hai còn phải hiểu về cuộc sống sinh hoạt của hai bên gia đình. Nếu gia đình ba đời tổ tông, ông bà, cha mẹ tu tập tích chứa phúc đức, thì nhất định con cháu của họ có phước làm ăn phát đạt. Khi hai người đến với nhau để xây dựng một gia đình, phải có lý tưởng và mục đích rõ ràng, không thể chỉ dùng tình cảm. Tình cảm chỉ là giai đoạn ban đầu,
không tồn tại lâu dài được. Khi sống chung, cả hai phải đương đầu với thực tế. Nếu hai người không phải trải qua giai đoạn khảo nghiệm thực tế thì rất nguy hiểm. Hiện tại tình trạng ly hôn rất cao vì ít ai suy nghĩ đến nhân tố này. Là người Phật tử, khi lấy vợ, lấy chồng, đối tượng của mình nhất định phải là Phật tử. Giống như đạo tràng của chúng ta tu tịnh độ, mục tiêu chính là tu tâm cho thanh tịnh. Hai người phải tu thanh tịnh, pháp môn giống nhau, mục tiêu cũng giống nhau, lý tưởng đồng bạn đạo mới tốt. Người học Phật cần phải hiểu được, thường giữ cho tâm thanh tịnh, thân thể nhẹ nhàng, thân tâm nhẹ nhàng thì phát sinh trí tuệ mới giải quyết được mọi vấn đề. Vợ chồng phải định hướng con đường hướng về phía trước cho thật tốt đẹp. Tình cảm chỉ là nhịp cầu ban đầu. Đến khi thành vợ chồng sống với nhau bằng đạo nghĩa mới trọn vẹn được. Quên mất đạo nghĩa thì chỉ còn là những ảo tưởng trong hiện tại mà thôi. Hôn nhân như thế thì làm sao lâu dài được? Hỏi: Kính bạch hòa thượng, bị người khác hiểu lầm, có nên bày tỏ cho họ hiểu không? Làm thế nào để biết những việc gì cần phải giải thích và việc gì không cần phải giải thích? Mong hòa thượng chỉ bày cho đệ tử hiểu. Đáp: Tùy chuyện mà quyết định. Có những chuyện hiểu lầm chúng ta im lặng, không cần giải thích. Còn những chuyện cũng cần phải trình bày giải thích. Khi giải thích phải tạo ra lợi thế cho đối phương, được như thế mới mang lại kết quả. Còn im lặng không giải thích cho đối phương mà vẫn có lợi cho họ, chỉ cần không vì mình mà luôn vì người. Theo lời dạy này mà làm thì rất có hiệu quả. Nam mô A Di Đà. Bạch hòa thượng, thời gian học tập theo chương trình thế học còn thấy phí thời gian nhiều, cho nên muốn dùng thời gian này để học Phật pháp. Nhưng nếu học Phật pháp mà không có trình độ thế học cũng không được, bởi bằng cấp thế học là phương tiện để xin việc làm và kiếm tiền sinh sống. Do đó, học thế học không giỏi thì học Phật pháp cũng không giỏi. Xin hỏi hòa thượng, như thế nào là tốt? Mong hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Phật tử trước tiên nên học hết chương trình thế học và chọn cho mình một nghề nào đó hợp với mình để giúp cho mình trong đời sống sinh hoạt. Cuộc sống không cần phải bận tâm quá nhiều chuyện làm giàu, thời gian trôi qua rất nhanh, phải toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyện học Phật. Nhưng trong kinh Phật nói: Pháp luân chưa chuyển thì lo cuộc sống trước. Thực tế là vậy. Nếu cuộc sống chúng ta có vấn đề gì thì chúng ta khó có tâm tư để vào chuyện học Phật. Cho nên những Phật tử tại gia nhất định phải có cuộc sống gia đình ổn định. Khi mình học Phật mà mọi người trong gia đình sống an vui hoan hỷ thì việc học Phật như thế mới thật sự có kết quả. Thời xưa, người xuất gia phần nhiều tu hành thành tựu đạo nghiệp so với người xuất gia thời bấy giờ. Nguyên nhân là ngày xưa cư sĩ Phật tử cúng dường cho chư tăng bằng ruộng đất, chùa viện dùng đất đai đó để canh tác cày cấy, kinh tế nhà chùa có sự thu nhập ổn định. Vì vậy họ không có tâm trông vào tính thí, không có lập đàn cúng kính nhận đám này đám kia, cho nên tâm an ổn, việc tu đạo rất dễ thành tựu. Bây giờ khó khăn, các chùa không có tài sản cố định, không có sự thu nhập, cho nên chùa viện bây giờ thu nhập hoàn toàn dựa vào việc cúng kính đàn tràng pháp hội. Vì vậy con đường xuất gia tu đạo của người bây giờ khó thành tựu được đạo nghiệp.
chúng ta để tâm quan sát các Phật tử tại gia tại sao tu tập thành tựu được. Vì gia đình họ có kinh tế và sự thu nhập ổn định, do đó tâm của họ an định, thanh tịnh hơn người xuất gia là vậy. Người xuất gia sống trong hoàn cảnh hiện tại cần phải như lý, như pháp mà tu hành thì đạo nghiệp cũng rực sáng. Nếu người xuất gia thiếu niềm tin thì dựa vào đâu để sống? Dựa vào tượng Phật, Bồ Tát bằng gỗ, bằng đá có sống được không? Bản thân mình không đủ niềm tin thì đã khó rồi. Phải có niềm tin vào chư Phật và Bồ Tát một cách tuyệt đối, không chút nghi ngờ, dù đói chết cũng cam lòng. Phật và Bồ Tát không bao giờ bỏ chúng ta. Vừa có khổ nạn là có người đến cứu giúp chúng ta. Nếu như thiếu niềm tin thì không có xuất gia trì tam bảo. Chúng ta không nắm kinh tế, chẳng biết có người nào đem đến cúng dường. Chỉ có niềm tin và chuyên tâm niệm Phật cầu giáng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Dù không có tài sản kinh tế, nhưng tâm kiên định niệm Phật, càng niệm càng nhất tâm. Một ngày không ăn thì một ngày niệm Phật, hai ngày không ăn thì hai ngày niệm Phật, tới ba bốn ngày thì chúng ta sẽ được giáng sinh. Chúng ta cần phải có tâm niệm như vậy, nhất định không có tham sống sợ chết. Trong quyển sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có nói về Pháp Sư Doanh Kha vào đời nhà Tống. Ngài niệm Phật ba ngày không ăn uống, không ngủ nghỉ, nhất tâm niệm Phật A-di-đà như thế. Đến ngày thứ ba, Đức Phật A-di-đà đến đưa Ngài về Tây Phương. Đó là một minh chứng cho chúng ta thấy. Vậy chúng ta cần gì phải lo sợ? Kinh A-di-đà nói, niệm từ một ngày cho đến bảy ngày thì nhất định giảng sinh. Như thế chúng ta có lòng tin vững chắc, vĩnh viễn giữ tâm cho chân thành, thanh tịnh, không hướng ngoại phàm duyên. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, phong thủy nhà cửa, mồ mả ông bà tổ tiên có ảnh hưởng gì đến con cháu hiện đời không? Xin hòa thượng giải bày cho chúng con hiểu. Đáp: Nếu chuyển được cảnh thì đồng với Như Lai. Tâm không bị dao động bởi cảnh duyên bên ngoài thì có thể chuyển được mọi vật chung quanh. Ngày đây bạn đâu còn ảnh hưởng gì đến mồ mả phong thủy. Thí dụ như tôi khen bạn thì bạn vui mừng, tôi trách bạn thì bạn tức giận. Đó là tâm của bạn bị cảnh chuyển, chịu ảnh hưởng xung quanh. Cho nên phong thủy vận mạng chính là nơi mình. Tôi trách bạn, bạn không tức giận. Tôi khen bạn, bạn cũng chẳng vui. Tâm an nhiên thanh tịnh, không bị các cảnh duyên khuấy động, thì phong thủy không bao giờ ảnh hưởng liên quan gì đến bạn cả. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, chú Lăng Nghiêm học rất khó thuộc, bởi vì nguyên âm toàn tiếng Phạn. Thưa hòa thượng, con có thể đeo bài thần chú Lăng Nghiêm trên mình được không? Khi rửa tay, có cởi ra không? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Đeo thần chú Lăng Nghiêm là điều rất tốt, vì đây là lời của Phật dạy. Tuy không tụng chú Lăng Nghiêm được, nhưng đeo trên người rất tốt, quỷ thần đều cung kính. Khi rửa tay hoặc đi tắm, nhất định phải cởi ra. Đây là biểu hiện tâm cung kính đối với thần chú. Hỏi: Bạch hòa thượng, lịch sử Phật giáo có khuynh hướng trọng nam khinh nữ. Vậy kính hỏi hòa thượng, ngài có cách nhìn như thế nào về vấn đề này, nhất là đối với xã hội bây giờ? Đáp: Đó là cách nhìn của bạn. Bản thân tôi không có cách nhìn này. Người học Phật muốn có sự nhìn nhận vấn đề gì, trước phải có tâm bình đẳng. Chẳng những xem người nam, người nữ đều bình đẳng, mà người cùng với súc sinh cũng bình đẳng, người với con trùng, con kiến cũng bình đẳng. Chúng ta muốn học được cách nhìn này, nhất định tâm phải thanh tịnh, chẳng phân biệt đối xử kỳ thị. Nếu tâm không bình đẳng thì cách nhìn nhận dễ bị thiên lệch, sai lầm, làm chướng ngại vấn đề, gọi là nghiệp chướng. Trong kinh nói rằng
Trước lúc Thế Tôn thành đạo, xã hội Ấn Độ thời bấy giờ có 4 giai cấp phân biệt đối xử không bình đẳng. Sau Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài xem tất cả mọi người trong 4 giai cấp đều bình đẳng như nhau, qua câu nói, không có giai cấp khi máu tất cả chúng sinh cùng đỏ, nước mắt tất cả chúng sinh cùng mặn. Và Thế Tôn tiếp nhận cho hết thảy mọi người trong 4 giai cấp xuất gia, coi 4 giai cấp đều bình đẳng như nhau. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Thế gian có nhiều chủng loại chẳng giống nhau, bởi vì do chúng sinh tạo nghiệp không giống nhau, nghiệp báo hình thành rồi thì hiện tượng không có giống nhau, nên chẳng có đồng đẳng. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con đến tuổi chuẩn bị cưới vợ, nhưng chẳng biết có nên có vợ hay không. Cha mẹ con thường đến chỗ thờ thần cầu xin, xem xăm, đoán quẻ việc hôn nhân. Vậy thưa hòa thượng, làm như thế có đúng không? Mong hòa thượng chỉ dạy cho con phải làm thế nào cho đúng. Đáp: Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức. Vấn đề này chẳng phải là vấn đề của người khác, mà là vấn đề của chính bạn. Mình có sự lập trường và quyết định con đường tương lai của mình một cách rõ ràng. Người sống ở đời ai cũng có công việc để làm, nhưng công việc thì nhiều. Bạn nên chọn cho mình một nghề nào đó phù hợp với mình để làm. Vậy biết chọn loại nào? Xuất gia cũng là một loại hành nghiệp. Tùy theo sự lựa chọn của mỗi người, điều quan trọng là bạn phải suy nghĩ cho rõ ràng nghề nào thích hợp với mình. Nếu không chọn con đường xuất gia thì chọn con đường kết hôn cũng được. Kết hôn mình sống theo cư sĩ Phật tử mà tu hành cũng không có chướng ngại gì cả. Bởi vì người tại gia tu hành chứng quả rất nhiều, điều quan trọng là mình tu hành có đúng pháp hay không, công phu có đắc lực hay không. Những vấn đề này Phật tử nên xem trong sách nói về những chuyện giảng sinh thời bấy giờ để thấy rõ và phát khởi niềm tin. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, khi tuổi thanh niên còn hay làm những chuyện không được lòng người, sau đó biết lỗi của mình, ăn năn sám hối, quy y Tam Bảo, nhưng lúc nào cũng cảm thấy các loại quỷ thần hay đi theo sau lưng, chỉ những lỗi ngày xưa thật là hổ thẹn, còn chẳng biết làm gì, chỉ có cách niệm Phật để giải tỏa nỗi khiếp sợ này. Vậy xin hỏi hòa thượng, con phải nên làm như thế nào đối với trường hợp này? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Theo lời trình bày của bạn thì đây đích thực là một ma chướng. Cần phải nương nhờ bậc thiện tri thức dẫn dắt cho mình thì các oán kết sẽ được hóa giải. Ở nước ngoài khi gặp những chuyện thế này, các bác sĩ cho là bị tâm lý. Người ta áp dụng thuật thôi miên để hóa giải tình trạng này. Trong nhiều đời trước và hiện tại, bạn đã tạo các duyên thiện và ác không giống nhau. Nếu bây giờ hiện lại các việc làm xưa của mình như thế nào, thì mình biết cách hóa giải dễ dàng hơn. Đằng này những hiện tượng đó đã thành kết quả, nhân duyên, nhân quả, trùng trùng qua nhiều đời nhiều kiếp. Do đó, chỉ có Phật Pháp mới hóa giải được. Bằng cách bạn phải có niềm tin tuyệt đối vào oai lực của chư Phật thì tự nhiên các hiện tượng tâm lý của bạn sẽ được giải trừ. Cho nên khoa tâm lý học của Tây Y có những điểm tâm lý sâu xa của con người họ không thấu đạt hết. Khi nói về tâm lý của con người, chỉ có bậc giác ngộ mới nhìn thấu triệt tất cả, vì nó là liên quan đến con người qua nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng nếu không gặp được bậc thiện tri thức, gặp Phật Pháp thì khó có hóa giải được. Phật nói, người phạm vào tội ngũ nghịch, nếu biết thức tỉnh, ăn năn chí thành sám hối, những ác nghiệp của mình đã gây tạo có thể tiêu trừ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về vua A Xà Thế cấu kết Đề Bà Đạt Đa giết cha hại mẹ cùng với âm mưu phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Ông ta hoàn toàn phạm vào tội ngũ nghịch thập ác. Nhưng sau này, ông ta biết ăn năn chí thành sám hối. Khi làm chung, ông cũng được sinh về cõi lành.
chúng ta là phàm phu, ai cũng có tội nghiệp, đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp. Điều quan trọng, chúng ta phải biết thức tỉnh và ăn năn sám hối. Công đức sám hối thật bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Chúc bạn yên tâm, thật lòng sám hối thì mọi tội nghiệp đều tiêu trừ. Hỏi, có một vị tuổi đã lớn, nhưng làm những chuyện không được tốt. Bởi vì ông ta là một ông chủ, chúng con chẳng dám nói. Bây giờ con chưa nói, đợi có cơ hội sẽ nói hết những việc làm tệ hại của ông cho ông biết. Nhưng có người nói, nếu nói ra, ông ta sẽ thù hận, có thể ám hại chúng con. Sự việc này con chẳng biết làm thế nào cho tốt. Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp, Phật tử chẳng nên nói là điều tốt. Phật tử tìm thỉnh cuốn sách Liễu Phàm Tứ Quấn hoặc đĩa VCD cho ông ta xem, để tự ông ta phản tỉnh giác ngộ, như thế là tốt hơn. Dùng cách nói gián tiếp này hay hơn, chẳng nên nói trực tiếp với ông ta, e rằng ông ta chẳng nghe, kết quả có thể trái nghịch lại. Hỏi, Bạch Hòa Thượng, con làm việc ở một công ty và đảm trách một chức vụ rất quan trọng, nhiều khi tranh thủ kiếm thêm nguồn thu nhập, và biết làm như thế là trái lời Phật dạy, trong lòng thấy rất mâu thuẫn. Vậy thưa Hòa Thượng, làm như thế có ảnh hưởng đến việc tu tập của mình hay không? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp, Phật tử đã kinh doanh rồi mà còn tranh thủ kiếm lợi, nếu lợi đó mà lợi mình hai người thì nên quay lại. Chúng ta mưu cầu những lợi ích đó để làm gì? Ở trong Phật Pháp có không ít các thượng chủ là hóa thân của Phật và Bồ Tát. Đây chính là các ngài thị hiện vào thế gian này để làm việc. Lợi ích kinh doanh kiếm tiền không phải chỉ một mình hưởng thụ, mà phải biết đem ra giúp đỡ những chúng sinh gặp khổ nạn trên thế giới này. Đây mới chính là việc làm của Bậc Bồ Tát. Phật tử làm theo như thế thì đúng. Hỏi, kính Bạch Hòa Thượng, học Phật muốn đạt đến trình độ vô tâm, vậy xin hỏi Hòa Thượng, trình độ vô tâm là đối với sự nghiệp chẳng cần phải nỗ lực làm, như vậy có đúng không? Mong Hòa Thượng giảng bày cho đệ tử hiểu. Đáp, nhà Phật nói vô tâm chẳng phải nói không làm bất cứ việc gì. Nếu ai hiểu như vậy thật sai lầm. Giống như chúng tôi nói buông xuống, có vài người hiểu sai, rồi về bỏ hết công ăn việc làm của mình, dẫn đến đời sống khó khăn. Đây hoàn toàn do hiểu lệch lạc sai lầm. Phật và Bồ Tát dạy chúng ta buông xuống là buông bỏ tâm ý tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, không phải buông bỏ hết các công việc liên quan trong cuộc sống của mình. Nghĩa của hai chữ vô tâm là chỉ cho chân tâm chẳng có vọng tâm. Nếu nói chân tâm chẳng có thiện tâm, vậy mình trở thành người gỗ đá sao? Nếu ai hiểu như thế thật sai lầm. Kinh điển Đại Thừa nói vô tâm, ý là chỉ không có vọng tâm, cũng chính là chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, mà là tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đó mới thật là chân tâm. Chân tâm khế hợp với năm loại tâm này. Chúng ta dùng chân tâm để làm việc, không luận là nghề nghiệp gì, địa vị gì, đều là công hạnh và việc làm của Bồ Tát. Phật Bồ Tát là học làm thầy người, hành vì thế gian, làm bậc mô phạm cho tất cả chúng sinh. Chúng ta làm việc gì nên học theo gương các ngài để xứng đáng là bậc mô phạm như các ngài. Thí như sự nghiệp kinh doanh buôn bán đòi hỏi tâm phải chân thành, thật thà, lợi ích vì tất cả chúng sinh, không phải vì lợi nhỏ mà làm thương hại đến tất cả chúng sinh. Bồ Tát làm người kinh doanh nhất định phải chân thật, đồng tiền làm ra phải chân chánh có giá trị. Như vậy càng ngày càng phát đạt. Nếu như tạo tội nghiệp, dùng những thủ đoạn lừa gạt chúng sinh để kiếm tiền, thì trong mệnh số có câu, miếng ăn miếng uống đều do tiền định. Do đó,
không dùng những thủ đoạn lừa dối mọi người để kiếm lợi về cho cá nhân mình. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, vào trường học Phật tốt hay không tốt? Mong ngài chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Muốn vào trường học Phật giáo, cần phải xem xét tình hình học hành của trường và sự giáo dục nơi đó như thế nào. Hiện tại bây giờ các trường Phật học đều học chương trình Phật học thường thức, nghĩa là kiến thức về Phật học. Nếu như kiến thức Phật học chưa biết nhiều thì nên vào học. Còn không muốn học cũng không có trở ngại gì. Người học Phật Pháp quan trọng là chỗ tinh chuyên, chẳng phải học để ôm kiến thức cho nhiều. Các bậc cổ đức nói: Một môn thâm nhập, trường thời huân tu, mới thật sự đem lại lợi ích được. Học rộng để biết nhiều lĩnh vực thì phần nhiều là nhà học giả chuyên về nghiên cứu, chẳng có liên quan gì đến việc liễu sinh thoát tử, giải thoát luân hồi. Do đó, Phật tử cần phải xét lại cho kỹ, việc này do mình chọn lựa và quyết định. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, nghe ngài giảng kinh thường nói đến nghệ thuật Phật giáo và âm nhạc Phật giáo. Nghệ thuật và vũ khúc liên quan như cá với nước. Vừa qua, đài truyền hình có chiếu bộ phim Võ Tăng Thiếu Lâm. Đây là bộ phim ngắn, chiếu rộng rãi khắp nơi. Khán giả xem phim khắp nơi rất hâm mộ qua những chiêu thức múa võ mềm dẻo, uyển chuyển như những vũ điệu của những vị tăng chùa Thiếu Lâm biểu diễn. Xin ngài chỉ dạy. Trải qua hơn 20 thế kỷ rồi, các vũ khúc của Phật giáo như thế có phát triển nữa hay không? Phát triển như thế nào? Đệ tử là nhà biên soạn ca múa hơn 40 năm, cũng là một Phật tử, rất quan tâm và muốn tương lai đưa những ca khúc, kịch nhạc Phật giáo vào quần chúng. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ về dự định này. Đáp: Cách suy nghĩ của Phật tử rất hay. Phật giáo mình so với Thiên Chúa giáo, Thiên Chúa giáo hơn chúng ta về mặt này. Về nhân tài có thể nói chúng ta còn thiếu quá nhiều. Phật Pháp đối với âm nhạc, ca khúc rất quan trọng. Khoảng thời gian từ 200-300 năm đến nay, Phật giáo không có nhân tài nghệ thuật ra đời. Vào cuối thời nhà Minh, đầu nhà Thanh, có một vị Pháp sư viết ra vở kịch Quy Nguyên Cảnh. Đây là một vở kịch có nội dung rất hay, kể về cuộc đời của ba vị đại sư, đó là Đại sư Huệ Diễn, Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, Đại sư Liên Trì. Kịch bản rất có giá trị về nghệ thuật lẫn nội dung, cho nên vấn đề đưa Phật Pháp lên sân khấu nghệ thuật, ngày xưa các vị đều nghĩ đến rồi. Bây giờ khoa học phát triển, chúng ta rất mong muốn những Phật tử có đạo tâm biết đưa Phật Pháp vào phim, kịch để phổ biến lên phim ảnh, truyền hình. Đây là góp phần vào công tác hoằng dương Phật Pháp hiệu quả rất lớn, cũng là phương tiện độ sinh. Do đó, người làm công tác này muốn có mục tiêu phương hướng chính xác, phải hợp nhau cùng làm, trên tinh thần là đem Phật Pháp phổ biến rộng ra khắp thế giới. Ngoài năng khiếu về nghệ thuật của người nghệ sĩ, đòi hỏi người nghệ sĩ Phật tử phải tu dưỡng tâm linh theo tinh thần Phật giáo, thì tác phẩm văn hóa nghệ thuật đó mới có giá trị nội dung và hình thức, đủ sức cảm hóa chúng sinh. Còn chỉ về mặt hình thức thôi thì không đủ sức cảm hóa họ. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, mỗi ngày con dành ra 8 đến 9 tiếng đồng hồ để thâu ra những băng đĩa giảng kinh VCD. Ngoài thời gian đó ra, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Xin hỏi hòa thượng, làm công việc đó có phải tự tư tự lợi không? Con tính làm việc vài năm nữa là buông hết chuyện thế gian, nhất tâm niệm Phật. Như thế có đúng không? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Mỗi ngày Phật tử dành thời gian để in sang băng đĩa truyền bá Phật Pháp. Đây là việc làm rất tốt, đem lại lợi lạc cho người khác. Khi chúng ta làm việc, mình dùng máy niệm Phật để thay, thì việc trì danh niệm Phật cũng không mất, chẳng trở ngại công phu tu tập của mình.
Phàm khi làm việc, chúng ta tập trung tâm ý vào công việc, buông câu danh hiệu xuống, chuyên tâm làm việc. Khi công việc xong rồi, lại chuyên tâm niệm Phật. Như thế trong công việc làm rất tốt, khi niệm Phật cũng rất tốt. Phật tử muốn bỏ hết trần duyên, nhất tâm niệm Phật, việc này cần phải xem lại cuộc sống của chính mình. Nếu điều kiện đầy đủ, cuộc sống không có vấn đề gì trở ngại thì có thể làm được. Nếu hoàn cảnh cuộc sống chưa ổn định mà mình cố làm một cách bất chấp hoàn cảnh, buông bỏ hết, đưa đến cuộc sống gia đình khó khăn thì điều này không được. Mình tu tại gia không chỉ tu cho mình, còn phải cho toàn thể gia đình và cho xã hội tốt thêm lên. Không được để cho mọi người hiểu lầm, người đó học Phật sai rồi, học mê tín, và toàn thể gia đình mình không chấp nhận, vô tình để mọi người hủy báng và tạo khẩu nghiệp. Điều này không thể được. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, có người phát nguyện làm các việc từ thiện, muốn một lòng theo Hòa Thượng và đại chúng để làm Phật sự cho viên mãn. Nhưng trên đường làm việc có khi gặp những nghịch cảnh khó khăn. Vậy xin Hòa Thượng nên làm thế nào cho tốt? Mong Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Gặp khó khăn cần phải tìm hiểu cho ra nguyên nhân của nó. Biết được nguyên nhân thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Làm việc Phật sự, làm với tâm chân thành của mình thì cảm ứng với đạo. Muốn được việc này, chúng ta phải xả bỏ cái tôi, quên mình phục vụ vì mọi người, thì tâm mình mới cảm ứng với đạo, chẳng thể nghĩ bằng. Ở Tần Gia Bà có cư sĩ Lý Lâm Nguyên lập ra Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, do ông làm hội trưởng. Ông là người làm việc rất nhiệt tâm, không vì mình, toàn tâm toàn ý hoằng dương chánh pháp vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, do đó có sự cảm ứng rất rõ ràng. Chúng tôi rất quý mến ông ta, đây là tấm gương để chúng ta học tập. Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử nữ, tuổi đời còn trẻ, con đường tương lai nên làm những gì để đem lại lợi lạc cho xã hội và toàn thể chúng sinh? Một là sống một đời sống giống như cư sĩ Hứa Triết, suốt đời lo cho những người nghèo khổ và hướng dẫn mọi người niệm Phật. Cách thứ hai là suốt đời học tập kinh giáo, hoằng pháp lợi sinh. Xin hỏi Hòa Thượng, trong hai cách thì chọn cách nào tiện nhất? Kính mong Ngài chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Tâm nguyện cô rất tốt, nhưng khó thực hiện được. Cư sĩ Hứa Triết cả cuộc đời chú trọng đến từ bi, lấy từ bi làm sự nghiệp. Một đời bà đã giúp đỡ biết bao nhiêu người, người già, người bệnh, người nghèo khó. Chẳng những giúp đỡ họ những nhu cầu vật chất, mà còn dẫn dắt họ biết đạo, quy y Tam Bảo, tu học Phật Pháp. Lúc trước, bà là nữ tu bên Thiên Chúa Giáo, bà cũng độ rất nhiều người. Về sau bà hiểu Phật Pháp, phát tâm quy y, bây giờ bà là một người tinh tấn niệm Phật. Phát tâm học giảng kinh là điều rất tốt, thời bây giờ dễ hơn thời xưa nhiều. Ngày xưa việc học tập thiếu thốn các phương tiện, bây giờ việc học tiện lợi nên cư sĩ học giảng kinh rất nhiều. Nếu chân thật phát tâm làm việc này, phải toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp, mục đích giúp cho mọi người cùng hiểu Phật Pháp, cùng nhau tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, người không khai ngộ có làm công tác phiên dịch được hay không? Như dịch các kinh sách từ Hoa Văn sang Anh Văn, kính xin Hòa Thượng giảng giải cho chúng con rõ. Đáp: Làm công tác phiên dịch chẳng khai ngộ cũng làm được. Phật Pháp truyền vào Trung Quốc hơn 2000 năm nay, các kinh điển bằng chữ Phạn
sau đó được chuyển dịch sang Hán văn. Làm công tác này rất nhiều người cùng làm, chẳng phải một người. Ngày xưa gọi là dịch tràng, tức là trung tâm dịch thuật. Trung tâm phiên dịch của ngài Cưu Ma La Thập thời đó có hơn 400 người làm việc, còn trung tâm phiên dịch của ngài Huyền Trang hơn 600 người làm việc, đều là những người có biên chế và sự trợ giúp của triều đình. Số lượng người nhiều như thế ai cũng khai ngộ hết sao? Điều này không thể có, nhưng trong đó có một hai vị khai ngộ. Vị khai ngộ là người ấn chứng cho tất cả mọi tác phẩm được dịch ra. Thí như bài Tâm Kinh Vào Đời Nhà Đường do Pháp Sư Huyền Trang dịch. Đây chỉ dùng tên của ngài, nhưng thực tế công tác phiên dịch bản kinh này chẳng phải tự ngài làm. Lấy tên của ngài là ngài đứng để chịu trách nhiệm. Sau khi tác phẩm dịch ra được hoàn chỉnh, nhất định phải có sự thẩm định của người khác, thì lấy tên của ngài để lưu hành công bố khắp tất cả. Mỗi bộ kinh được phiên dịch ra thì người phiên dịch bộ kinh đó phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Do vậy, chưa khai ngộ cũng có thể tham gia làm công tác này được. Nếu chờ khai ngộ để làm việc thì Phật Pháp sớm bị tiêu diệt mất rồi. Nếu nói ai làm công tác phiên dịch giảng kinh đòi hỏi là người ngộ đạo thì rất hiếm. Thời xưa, người giảng kinh chưa khai ngộ có tài vẫn lên pháp tòa giảng kinh thuyết giảng. Nếu như đưa ra tiêu chuẩn này thì thời bấy giờ chẳng ai giảng kinh nữa. Tôi hồi còn trẻ, lúc ấy chưa xuất gia, tham gia lớp học kinh của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc đó lớp học khoảng 20 mấy người. Trong 20 mấy người này chỉ có 1 người học qua đại học, 2 người học qua trung học, 3 người học qua cấp 2, 7 đến 8 người mới vào cấp 2. Số người còn lại là tiểu học. Trải qua một thời gian học tập do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng dạy, những người này sau đều là những người giảng kinh thuyết pháp ở khắp nơi các vùng Đài Loan. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một nguyên tắc rằng khi chưa khai ngộ thì chẳng tùy tiện giảng. Nếu như dùng suy nghĩ của riêng mình để giảng, như thế giảng đã sai, còn trái với nhân quả. Cổ nhân nói, nói sai một chữ đọa làm thân chồn đến 500 kiếp. Như thế nên cẩn thận. Thầy Bỉnh Nam dạy chúng tôi tập chú giải theo những bản chú giải sẵn có của người xưa. Những bản văn này là văn nửa cổ nửa tân, chúng tôi chuyển qua văn bạch thoại, viết thành bản nháp, hoàn toàn dựa vào lời chú giải của người xưa để viết lại văn bạch thoại. Nếu như có sai thì người xưa chịu trách nhiệm, chúng tôi chẳng chịu trách nhiệm. Đầu tiên chưa học giảng kinh, chúng tôi chỉ tập chú giải kinh. Nếu như gặp chỗ chú giải quá sâu không hiểu, thầy Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một diệu pháp rất hay. Nếu chẳng hiểu thì chẳng giảng, không giảng những chỗ mình chưa hiểu tới để tránh những điều sai lầm. Chúng tôi vâng theo lời dạy này, ngày nào chúng tôi cũng lên buộc giảng để tập luyện. Làm công tác này chỉ cần thành tâm thành ý, không mong cầu danh văn lợi dưỡng, không ngạo mạn tham sân, như thế đích thực sẽ có tiến bộ. Mỗi năm đều tiến bộ. Có tiến bộ nhất định có tiểu ngộ, có tiểu ngộ thì biến thành đại ngộ. Hôm nay chúng tôi mở quyển kinh ra, có lẽ chúng tôi xem lời chú giải của người xưa đủ sức để chúng tôi hiểu được và thường xuyên tư duy rất nhiều ý trong kinh. Đây chính chúng tôi không ngừng sự cầu học và cầu tiến bộ, cũng không ngừng công phu tu tập, cầu chư Phật và Bồ Tát thường gia trì. Đương thời thầy Lý Bỉnh Nam tặng chúng tôi 4 chữ: chí thành cảm thông. 4 chữ then chốt. Muốn học giảng kinh cần phải thông pháp thế gian và xuất thế gian. Thông pháp thế gian và xuất thế gian thật chẳng phải là việc dễ dàng. Thầy Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một phương pháp duy nhất là dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Chúng ta chẳng có tâm chân thành thì không cảm ứng.
Đương nhiên có người làm được việc giảng kinh thuyết pháp thì chúng tôi chẳng giảng nữa, lo nhập thức tu tập. Vì chẳng có người làm công việc này nên chúng tôi phát tâm làm việc thì trách nhiệm mình rất nặng. Tôi ngồi trên pháp tòa giảng kinh được 41 năm, bình quân mỗi ngày giảng đến 2 tiếng đồng hồ. Mãi cho đến ngày hôm nay, với chút thành tựu như thế, tôi đưa ra vấn đề như thế cho tất cả mọi người tham khảo và xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh cùng lợi lạc. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người niệm Phật có thể đốt hương trên cánh tay được không? Xin hòa thượng giải thích cho chúng con rõ. Đáp: Được, nhưng cần phải biết ý nghĩa đốt hương là để cúng dường chư Phật. Kinh dạy chúng ta ý nghĩa đốt ngón tay hoặc đốt thân là thắp lên ngọn đèn nơi chính mình để chiếu sáng đến người khác. Nếu không hiểu rõ ràng, đem thân ra đốt thì mang tật nguyền, lúc ấy có lợi ích gì? Do đó, đúng ý nghĩa đốt hương là phải đối trước Phật phát nguyện, suốt đời sống làm việc quên mình vì lợi ích mọi người. Đó mới đúng ý nghĩa đốt hương cúng dường. Không hiểu ý nghĩa rõ ràng, đem thân thể của mình thiêu đốt thì khi ấy một chút công đức cũng chẳng được. Cho nên, trên thân anh thiêu một chấm chính là một hạnh. Thường nhắc nhở chính mình tuyệt đối sống không vì mình mà chạy theo các thứ danh văn lợi dưỡng, vì chúng sinh, vì chánh pháp. Đây mới đúng nghĩa của việc làm đó. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, chữ vạn có nơi viết nằm xoay bên phải, có nơi viết nằm phía bên trái. Vậy kính hỏi hòa thượng, nằm bên nào là chính xác và nó có ý nghĩa như thế nào? Xin hòa thượng giải thích cho con hiểu. Đáp: Chữ vạn của Như Lai là một trong 32 tướng tốt. Tướng này biểu thị tướng cát tường, nằm trước ngực Đức Phật. Còn nằm ở bên phải hay bên trái đều có y cứ, chẳng tùy tiện nói. Căn cứ theo Phật giáo Đại Thừa thì hướng bên trái. Giống như nhiễu Phật nhất định phải nhiễu bên trái, chẳng nhiễu bên phải. Vậy thì nằm bên trái là hợp lý. Nhưng chúng ta xem thấy người xưa tạc tượng Phật cũng có nằm bên phải, do đó chúng ta chẳng nên chấp vào vấn đề này. Hỏi: Bạch hòa thượng, trong kinh nói lãng phí điện nước của chùa, tội này ngay Phật cũng không thể cứu giúp được. Câu nói này giúp con luôn cẩn thận trong việc dùng đồ của đàn na tín thí. Khi trước không biết, con làm hư hao, nay tỉnh ngộ, dùng tiền cúng dường cho chùa để bù lại lỗi lầm đó. Vậy thưa hòa thượng, làm như thế có tránh được tội không? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Được, lãng phí tội ấy rất nặng. Tự mình biết lỗi, phụ trả lại thì không có vấn đề gì. Bởi vì đây là lỗi của mình mà biết thức tỉnh sám hối là điều rất tốt. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con muốn trên toàn thế giới ở đâu cũng có người tham gia tu học, mong mọi người thấm nhuần được đạo lý của Đức Phật. Nhưng khi đến các đạo tràng tu học Phật Pháp ở Singapore, phần nhiều mọi người chẳng có ý thức, sử dụng điện nước rất lãng phí. Con khuyên họ nên cúng dường lại cho chùa để bù lại sự hao hụt đó. Thấy đạo tràng như thế, con muốn đạo tràng giải tán để khỏi mang tội. Con xin hỏi hòa thượng, theo cách nhìn của con như thế có đúng không? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: Quan niệm này chẳng đúng, nhưng có tâm tiết kiệm như thế rất là tốt. Khi cầm nắm tiền bạc của tập thể, nhất định không được tùy ý sử dụng cho riêng mình. Nói tóm lại, tu chính là sửa đổi những hành vi quan niệm sai trái của chính mình. Phật dạy chúng ta tu hành, đạo tràng là nơi cung cấp, tạo điều kiện cho chúng ta đến để cải đổi tập khí, thành tựu công đức. Hiểu được ý nghĩa này, tự mình biết tiết kiệm, tiết phước. Còn mình là người Phật tử, phải có tâm lượng rộng lớn,
một người biết đi chùa lễ Phật là một duyên lành rất lớn. Vì mới mẻ, họ chưa quen những thanh quy, quy củ trong chùa, thì mình từ từ hướng dẫn họ. Không nên đặt điều kiện quá khắt khe với những người sơ tinh. Phải uyển chuyển, tùy duyên hướng dẫn họ thâm nhập đạo. Đời nhà Đường, Mã Tổ kiến tạo Tùng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy, khởi xướng cho mọi người cùng tu. Trước thời các ngài, phần đông người tu hành ý thức tu tập rất cao, giữ gìn giới luật, oai nghi tinh tấn tu hành. Về sau, có một số người tu hành tinh thần giải đãi lười biếng. Trước tình trạng như thế, các ngài xót thương, đề xướng mọi người tập trung một chỗ để sách tấn nhau tu hành, mới dễ dàng chuyển hóa, khắc phục những tập khí của mình. Do đó, khi ở tập thể, phải có một nội quy trong sinh hoạt để mỗi người ý thức chấp hành chung mà thúc liễm thân tâm của mình. Cho nên, người tu hành nên dựa vào tập thể để tu tập thì rất nhanh tiến bộ. Một người thì chẳng đủ năng lực để khắc phục, cần phải nương dựa vào năng lực của đại chúng. Đây là một việc rất tốt. Thời đó, kiến lập Tùng Lâm, chế thành quy, dụng ý là như thế. Do đó, chúng ta đến đạo tràng tham học, cùng với mọi người tập tu, để tạo thành một tập thể cùng nhau tu học, thì mọi vật dụng đều dùng chung cho sinh hoạt tập thể. Nếu như chúng ta đến đạo tràng, tự mình sống riêng biệt, chẳng có hòa chung với đại chúng, chẳng cùng với đại chúng học tập, đó là sai rồi. Phật tử chẳng tùy thuận đại chúng, lỗi này trong giới kinh kết thành tội rất là nặng. Đây là biểu hiện sự phá hoại tăng đoàn thuộc về phá hòa hợp tăng. Quả báo là đọa vào A Tỳ địa ngục. Tôi thường khuyên nhắc các Phật tử, đạo tràng là chánh pháp, mỗi ngày niệm Phật giảng kinh, tất cả đều theo quy củ. Chúng ta sống trong đạo tràng có đại chúng tu tập, không theo nếp sinh hoạt, không hòa với mọi người, thì người đó khó tiến đạo. Tốt nhất nên rời khỏi đạo tràng này, đến hộ trì đạo tràng khác, tuyệt đối chẳng phá hoại sự tu tập đạo tràng đó, thì công đức Phật tử vô lượng. Phật tử đã làm một việc rất tốt. Còn mình không rời nơi đây, chẳng chịu tùy chúng, phá hoại sự tu tập, thì tội đó rất lớn. Cuối cùng thì quả báo sẽ vào A Tỳ địa sinh. Trong Tam Quy Y có câu, quy y tăng chúng trung tôn. Chúng tức là đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Trong một xã hội có rất nhiều đoàn thể tập thể, nhà Phật cũng là một đoàn thể. Bốn người trở lên là một đoàn thể, còn gọi là chúng. Chúng rất được tôn quý, mọi người đều tôn kính. Sao được mọi người tôn kính? Đó là tăng chúng có sự hòa hợp thanh tịnh thì được mọi người tôn kính. Trong tăng chúng không tranh cãi, mọi người tuân thủ theo sáu pháp luật hòa, là đem lại sự hòa hợp của tăng chúng. Đây là nguyên tắc sống chung của tất cả đoàn thể trong xã hội. Nếu mình phá hoại quy củ của đoàn thể thì tội này như thế nào? Nhất định đọa vào tam đồ ác đạo. Điều này chúng ta cần phải chú ý. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có một số tín đồ ở đạo khác, họ thường đến chùa, nhưng có vài cư sĩ Phật tử chẳng cho họ vào niệm Phật đường. Vậy xin hỏi hòa thượng, như thế có đúng không? Mong ngài chỉ dạy cho chúng con hiểu. Đáp: Người ta có duyên đến chùa, trước tiên nên hướng dẫn họ biết về Phật Pháp. Nếu có duyên, người ta vào tu tập, mình từ từ hướng dẫn cho họ làm quen với quy củ nơi đạo tràng để họ hòa nhập cùng đại chúng tu tập. Họ có tâm tu như thế, chúng ta rất hoan nghênh. Phật và Bồ Tát cứu độ chúng sinh, ngay các hàng ngoại đạo, các ngài cũng không bỏ. Thời Thế Tôn còn tại thế, có 96 phái ngoại đạo đã giác ngộ theo Thế Tôn tu học, sau này trở thành những đệ tử nổi tiếng có lợi cho Phật Pháp. Do đó, chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ bỏ ngoại đạo.
còn những hàng ngoại đạo đến trà trộn phá hoại đạo tràng, làm rối loạn đại chúng, không tuân theo quy củ thì chúng ta mời họ đi, nhất định không cho họ phá hoại đại chúng đang tu tập. Chẳng những ngoại đạo không tuân thủ nội quy đạo tràng, chúng ta mời họ đi, mà bất cứ người nào tới tu tập không tuân thủ, chúng ta cũng mời họ đi. Thời xưa, Đại sư Huệ Diễn có một người bạn rất thân là cư sĩ Tạ Linh Liên. Vị này là nhà văn học lớn thời đó. Ông ta tham gia tu học ở Niệm Phật Đường Đông Lâm, nhưng do tập khí quá nặng, không tuân theo thanh quy Niệm Phật Đường. Cuối cùng, Ngài Huệ Diễn không chấp nhận và mời ông đi. Ngài còn có một người bạn rất thân là Đào Hám Minh. Ông ta tuân thủ theo quy củ của đạo tràng, tu tập rất tinh tấn, nên Ngài hoan hỷ mời bạn đến tham gia niệm Phật rất nhiều lần. Do đó, có thể biết, ai tới tu tập, chúng ta đều hoan nghênh, nhưng phải tôn trọng thanh quy tu học của đại chúng, không luận họ có thần thông hay ngoại đạo gì cả. Ngoại đạo chúng ta cũng tiếp nhận họ, giúp họ giác ngộ chánh pháp. Đây mới là tâm từ bi. Hỏi, Bạch Hòa Thượng, suy nghĩ có phải là khởi tâm động niệm không? Xin Hòa Thượng giải bày cho con rõ. Đáp, suy nghĩ cũng là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm có rất nhiều niệm sai khác như niệm tịnh, niệm nhiễm, thiện, ác. Niệm thiện thì tương ưng với tánh đức, không có trái ngược với tánh đức. Người học Phật luôn nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, đem những lời dạy của Đức Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày của chính mình, cho có lợi lạc, đây là điều trọng yếu. Sau khi hiểu và làm được lời Phật dạy, chúng ta càng lý giải sâu sắc, thấu triệt hơn. Đây gọi là trí tuệ hiện tiền. Lý giải trợ giúp cho công hạnh, công hạnh trợ giúp cho lý giải, cho nên gọi là hạnh giải tương ưng. Lý giải cùng với công hạnh bổ sung nhau mà thành. Từ sơ phát tâm đến quả vị Phật là như thế. Hỏi, thưa Hòa Thượng, con người có linh hồn không? Nếu có, nó nằm ở bộ phận nào của thân thể? Xin Hòa Thượng giải bày cho con hiểu. Đáp, Phật giáo không nói linh hồn mà gọi là thần thức. Bây giờ hỏi bạn, ban đêm bạn có nằm mộng không? Khi mộng bạn thấy mình ở trong bộ phận nào của cơ thể? Ở trên đầu, trong con mắt, hay ở trên tay, hoặc ở dưới chân? Thấy mình ở chỗ nào thì biết có linh hồn nằm đó. Có khi nằm mộng thấy mình đi khắp nơi, lúc tỉnh lại mới biết mình nằm mộng mà xác thân hiện tại đang ở trên giường. Bạn hiểu được đạo lý này rồi thì con người có chết hay không? Không có chết. Chết là linh hồn của bạn lìa thân xác để đi đến một cõi khác, với một hình dạng mới phù hợp với quả thiện hoặc ác. Ở đây cần giải thích thêm cho quý vị hiểu, hồn thì chẳng linh. Nếu như nói hồn là linh, khi bạn bỏ thân xác này thì nhất định bạn sẽ tìm nhà nào đó có ai đang làm vua để đầu thai làm con của vua, hoặc tìm nhà giàu sang đầu thai vào để cả đời hưởng sự giàu sang phú quý, tự do tự tại. Bạn có biết tại sao mình phải đầu thai vào nhà bình thường không? Vì sao phải đầu thai vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Do đó, có thể biết hồn thì chẳng linh. Cuối cùng, hồn là như thế nào? Hồn là mê hoặc điên đảo. Nếu bạn chẳng tin, thì bạn quan sát như thế này sẽ rõ. Ban đêm nằm mộng, trong lúc nằm mộng, trong đầu óc mình chẳng có tỉnh táo sáng suốt. Trong giấc mộng hoàn toàn ở trong mê. Khi tỉnh dậy mới biết sáng suốt rõ ràng. Thần thức con người khi rời thân xác giống như trong giấc mộng, cho nên nói là mê hồn, chẳng phải là linh hồn. Hỏi, kính thưa Hòa Thượng, trên thế gian này, các loại sinh vật
đều có cảm tính, không chỉ loài người mới có linh tánh. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, linh tánh từ đâu mà đến? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu. Đáp: trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, linh tánh tức Phật tánh dùng đầy đủ trong mỗi người, chẳng phải từ đâu đến, không có đến đi, không có sinh diệt. Đây gọi là con người chân thật của chính mình. Thiền Tông nói, trước khi cha mẹ chưa sinh ra, mặt mũi xưa nay là gì? Đây là nói về linh tánh của bạn. Bạn nói tất cả các sinh vật đều có cảm tính. Cảm tính này nhà Phật nói tất cả các loài động vật, tức hữu tình chúng sinh, đều có Phật tính bình đẳng như nhau. Thực tế linh tánh của mỗi người có cao thấp chẳng giống nhau. Linh tánh tối cao đó là Phật và Bồ Tát. Linh tánh của chúng ta so với các ngài có rất nhiều sự sai khác. Đây do nguyên nhân gì? Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói vấn đề này rất rõ ràng. Linh tánh của tất cả chúng sinh vốn là bình đẳng, nhất định không có sai khác, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà chẳng giác ngộ được. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, ở trong kinh Phật sao nói trùng lập quá nhiều? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu. Đáp: trong các môn học Phật pháp, những lời Phật dạy cứ nhắc tới nhắc lui, chủ yếu làm cho hàng đệ tử chưa khai ngộ dễ nhớ lời Phật dạy. Trùng lập giống như câu nói của người Trung Quốc, khổ khẩu ba tâm, nói đến ba lần, đây thật lòng từ bi. Sau khi chúng ta rõ được mọi vấn đề rồi, mới cảm ơn người chỉ dạy cho mình. Nếu như nhắc một lần, chúng ta không dễ gì nhớ liền, vừa nhắc đó lại quên. Đến ngàn lần nhắc nhở, vạn lần căn dặn mà chúng ta chưa thức tỉnh hồi đầu, thì mới hiểu nghiệp chướng của mình rất nặng. Nghiệp chướng thâm trọng, câu nói này chúng ta nghe nói rất nhiều, nhưng không thông hiểu rõ ràng. Người hiểu được ý này trong lòng rất cảm ơn, tức ngay đây họ thức tỉnh được lời Phật dạy, nương vào đó mà tu tập. Văn ngôn thời xưa của người Trung Quốc không giống như người Ấn Độ. Người Ấn Độ luôn dùng lối văn trùng lập, còn người Trung Quốc lối văn ngôn đơn giản nhưng rõ ràng, chính nhân là vậy. Vì vậy, so với số người ngộ đạo thì Trung Quốc không bằng Ấn Độ là vậy. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, có số Phật tử cùng tu trong đạo tràng thường đi đến nghe pháp của những vị pháp sư khác, còn chẳng muốn đi và có khuyên số người không nên đi nghe. Vậy thưa Hòa Thượng, như vậy có đúng không? Hay tùy thuận chúng sinh đi nghe pháp? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: nếu như chúng ta đủ trí tuệ nhận định rõ ràng pháp nào là tà, pháp nào là chánh, thì ở đâu giảng kinh thuyết pháp chúng ta nên đi nghe. Dù vị nào giảng về đường lối tu tập không giống như pháp mình đang thực tập, chúng ta vẫn đi nghe để làm trang nghiêm đạo tràng, giúp cho những người sơ tâm học Phật khi đến đạo tràng thì đông người thì tăng trưởng tín tâm. Thậm chí người mới giảng kinh lần đầu nói đúng chánh pháp, chúng ta nên tôn trọng đến nghe để làm trang nghiêm đạo tràng. Còn ngược lại, bản thân tu học chưa đủ nội lực, khi nghe người khác giảng mình hoang mang không nhận định được thì chẳng nên đi nghe. Bạn tu học chưa có định lực, chưa có rõ ràng về đường lối tu của mình thì điều tốt nhất là không nên đi nghe. Tùy thuận chúng sinh là một trong 10 đại nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là bậc Bồ Tát có pháp thân đại sĩ, đầy đủ dũng lực vào đời tùy duyên cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần nên học theo, buông hết những vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả tùy thuận người khác. Khi tùy thuận nhất định phải quán sát rõ ràng, nếu là thiện pháp thì chúng ta tùy thuận, còn ác pháp thì phải tránh xa. Tùy thuận phải có lý trí, không tùy thuận theo tình cảm yếu đuối được. Nam mô A Di Đà Phật.
Hòa Thượng, sinh mạng là vĩnh viễn thường hằng, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm. Vậy thưa Hòa Thượng, có định số hay không? Nếu có, thì ai xác định định số này? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu. Đáp: sinh mạng đích thực là vĩnh hằng, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm. Nhưng đã chẳng tăng chẳng giảm thì định số từ đâu đến? Bạn muốn biết có định số thì mình phải sạch các vọng tưởng, lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Ngày đó bạn sẽ nhận thấy và lý giải được toàn bộ sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong tâm của chúng ta còn xen tạp vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đây chính là chướng ngại khiến chúng ta khó kiến đạo. Sao gọi là kiến đạo? Tức là thấy và hiểu rõ về chân tướng vũ trụ nhân sinh. Sao gọi là định số, bất định số? Trong kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di, pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nghĩa là tất cả các hiện tượng đều không có chân thật, đều là huyễn hóa. Bạn muốn hiểu rõ đạo lý này, ngay niệm vọng tưởng cũng không có, thì lúc đó bạn hiểu được. Nhà Phật không gọi sinh mạng mà gọi là thần thức. Người Á Đông phần nhiều gọi là linh hồn. Chúng sinh luân hồi lưu chuyển trong 6 đường lục đạo luân hồi, tùy theo nghiệp lực của mỗi người mà đi đầu thai, bỏ thân này thì thọ lại thân khác. Nhà Phật giảng có 2 loại sinh tử: phần đoạn sinh tử và biến dị sinh tử. Phần đoạn sinh tử, biến dị sinh tử, 2 loại sinh tử này cũng là hư vọng, chẳng có chân thật. Phật dạy chúng ta phá trừ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Điều này trong Duy Thức Học phân tích rất rõ ràng. Bạn tham khảo thêm trong bộ này sẽ hiểu rõ hơn. Hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con xem tượng Phật và Bồ Tát, thân thể của các ngài cũng có máu huyết, xương thịt như thân thể của phàm phu. Vậy tại sao nói là chẳng sinh chẳng diệt? Xin Hòa Thượng nói cho con rõ. Đáp: bạn xem tranh tượng là có sinh diệt, ứng hóa thân của Bồ Tát cũng có sinh diệt. Đức Phật A Di Đà thọ mạng rất lâu, nhưng trong tương lai cũng có ngày nhập diệt. Phật A Di Đà khi nhập niết bàn buổi sáng thì buổi chiều Bồ Tát Quan Thế Âm thành quả vị Phật. Vậy ai nói không có sanh diệt? Nói chẳng sinh chẳng diệt là chỉ cho pháp thân. Theo Phật giáo, Phật gồm có 3 thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Sao gọi là pháp thân? Tức là chỉ cho thể không sinh không diệt. Ứng thân là từ nơi thể không sinh diệt. Với lòng từ bi ứng hiện ra rất nhiều thân để cứu độ chúng sinh, nên gọi là ứng thân. Do phân nhiều thân, có khi mang thân phàm phu, cùng bị chi phối thân nghiệp như của chúng sinh, tức là ăn uống, bệnh, gọi là báo thân. Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là ứng hóa thân, nên có sinh diệt. Chúng ta ai cũng đầy đủ 3 thân: pháp thân, ứng thân và báo thân. Báo thân tức là nhục thân của chúng ta, nên có sinh có diệt. Chúng ta có ứng thân nhưng chưa có chứng đắc, bị chi phối bởi nghiệp lực sinh già bệnh chết. Còn pháp thân là thể không sinh không diệt, vốn sẵn có trong mỗi chúng sinh, nhưng chưa hiển lộ, chưa giác ngộ. Tạm đưa ra một thí dụ để bạn dễ hiểu. Như người đời thường hay nói, tinh thần bất diệt. Tức là khi nói về con người hoặc các loài động vật khác thì có 2 phần: phần tinh thần và thể xác hợp lại là một, thành một chúng sinh. Nhưng phần thể xác thì sinh diệt. Khi phần thể xác diệt đi thì còn phần tinh thần. Theo Tây Phương tạm gọi là như vậy. Thì phần tinh thần này
tùy theo hành vi thiện hoặc ác của chúng sinh đó đã gây tạo trong đời sống của mình, nó sẽ sinh vào cảnh giới thiện hoặc ác tương ưng. Bây giờ ở các nước Tây Phương có viết ra các sách thảo luận về vấn đề luân hồi. Họ gọi phần tinh thần này là linh hồn. Linh hồn chẳng phải mất. Linh hồn giống như người lái xe, thể xác là chiếc xe. Không bao giờ bạn cho chiếc xe là của mình. Nếu cho là của mình mãi thì sai lầm rồi. Khi xe chạy được khoảng thời gian nào đó thì hư hỏng không chạy được nữa, thì lúc đó phải thay đổi xe mới. Cũng chính là chuyển thế đầu thai, tức là thân này không còn, bị hủy hoại, chuyển qua thân mới. Thân thì có sinh có diệt, linh hồn tức phần tinh thần nó không mất, sẽ có cảnh giới tương ưng mà nó đầu thai tiếp tục thân sau. Phật pháp thì gọi là thần thức. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, thời kỳ mạt pháp phải nên hộ trì người xuất gia tu hành như thế nào cho đúng pháp? Những hoàn cảnh nào thì có thể cúng dường, hoàn cảnh nào không thể cúng dường? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Việc này rất khó nói. Nói thì sẽ đắc tội với người ta. Phải nhờ vào trí tuệ và sự quan sát kỹ lưỡng của Phật tử, người xuất gia có chân chánh tu hành đúng pháp hay không. Nếu tu hành chân chánh thì sự hộ trì cúng dường là đại phước báo. Điều này là sự thật. Nếu như họ chẳng hết lòng tu hành sửa đổi hành vi sai trái của mình thì Phật tử phải xem lại. Mấy ngày nay quý vị đã nghe qua một vài đoạn kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Tuy chưa hoàn toàn nghe hết, nhưng chúng tôi giảng xong đều có ra đĩa VCD. Quý vị có thể xem hết bộ kinh này. Hy vọng quý vị xa lìa được thập ác, nhất tâm hướng thiện. Thân, khẩu, ý, tam nghiệp đều có thể quy theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà tu hành. Đây là người tu hành chân chánh. Nếu như không đúng theo như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì họ chẳng phải người tu hành chân chánh. Chẳng những chúng ta nhìn kẻ khác, quan trọng nhất là chính mình phải chịu tu. Chính mình không hết lòng thật sự tu tập, cũng đừng đi quan sát người khác có phải chân tu hay không. Còn về trong hoàn cảnh nào có thể cúng dường được? Đó là lúc họ đang thiếu thốn, nhất định phải cúng dường. Lúc họ gặp phải khó khăn, phải cần giúp đỡ, không cần thiết phải trên gấm theo qua. Cuộc sống của họ đã sống rất thoải mái rồi, mình lại đi cúng dường thêm cho họ thì thường thường hay có lỗi lầm. Nên biết rằng con người trong hoàn cảnh thanh bần tu hành thường có một chút đạo tâm. Sau khi danh văn lợi dưỡng đưa đến thì đạo tâm không còn nữa, tâm tham sẽ nổi dậy. Như vậy chúng ta đã hại nhóm người tu hành này rồi. Cho nên Phật dạy đệ tử tại gia đối với việc cúng dường cho người xuất gia chỉ hạn chế trong bốn việc, gọi là tứ sự cúng dường. Cái thứ nhất là ẩm thực. Họ không có thức ăn, mang cho họ một ít thức ăn. Đây là chính xác. Cái thứ nhì là y phục. Họ không có áo quần để mặc, chúng ta cúng dường một bộ y phục, không cần phải cúng nhiều. Có nhiều thì dễ khơi dậy tâm tham. Cái thứ ba là ngọa cụ, tức đồ để ngủ. Ban đêm không thể không ngủ, ngủ thì phải cúng dường họ ngọa cụ. Cái thứ tư là y dược. Khi họ bị bệnh, cúng dường họ thuốc men. Đây là tứ sự cúng dường như pháp. Tuy nhiên hiện nay ít người theo tứ sự cúng dường này, mà rất nhiều người đều cúng dường tiền tài. Cúng dường tiền tài là rất đáng sợ. Tiền càng nhiều thì tâm tham càng nặng, sẽ đánh mất đạo tâm. Vì tiền là thứ nhờ bẩn nhất, dễ đưa con người vào các đường tội lỗi ác nghiệp. Phật có nói trong kinh: Tích tài tán đạo. Cách cúng dường này là đẩy họ vào trong tam đồ mất. Đây là chúng ta đã làm sai việc. Tuy nhiên
người xuất gia đối với tất cả phẩm vật cúng dường lại không thể không nhận. Phật nói phải nên có lòng từ bi vì tất cả chúng sinh, gieo tạo phước điền. Nhưng chúng ta phải tự nghĩ xem chính chúng ta có phải thật sự đoạn ác tu thiện chưa? Thật sự có tư cách xứng đáng là ruộng phước điền cho tất cả chúng sinh chưa? Người xuất gia phải suy nghĩ như vậy trước khi thọ nhận của cúng dường. Nếu như chẳng phải mảnh ruộng phước điền của chúng sinh họ đến cúng dường cho chúng ta nhận thì phải mang nợ. Người xưa nói rất hay: một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo thì đời sau mang lông đội sừng để đền trả. Lời nói này thật sự vô cùng chính xác. Chúng ta ngày nay chọn lấy pháp môn niệm tịnh độ. Nói một cách khác, chúng ta đời này không giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả phẩm vật cúng dường của thí chủ mà mình tiếp nhận đó đều trở thành là nợ nần ở đời sau kiếp sau. Đời đời kiếp kiếp khi gặp phải duyên nhất định phải hoàn trả. Những đạo lý này cùng chân tướng sự thật bên trong chúng ta đều phải rõ biết. Có như thế thì mới biết được phải nên tu tập, cúng dường, hộ trì như thế nào. Người xuất gia phải tiếp nhận cách nào? Tôi biết được đạo lý này, tôi cũng rất âu lo, rất lo sợ. Nên khi Phật tử cúng dường tôi, có bao nhiêu tôi chuyển hết qua cho Tịnh Tông Học Hội để in ấn kinh sách, hoặc chuyển qua cúng dường hội cư sĩ Lâm. Tôi chẳng biết trong phong bì đó có bao nhiêu tiền. Tại sao vậy? Vì tôi sợ mình ngày sau mắc nợ của thí chủ. Nhất là việc tu hành của mình không bằng các bậc tiền nhân xưa, nên chỉ nhận rồi cúng lại, chứ không dám giữ tiền bạc. Hỏi: thưa Hòa Thượng, những quốc gia có Phật giáo phát triển như Thái Lan, Đài Loan là đưa con người vào sự thụ động. Con người đang tiến vào thế giới văn minh, mà người học Phật lại hạn chế việc này. Phải làm sao khiến thế giới càng ngày càng văn minh, khoa học càng phát triển, đem lại lợi ích cho nhân loại, so ra thực tế và lợi lạc hơn. Nếu mọi người trên thế giới đều là người học Phật thì sẽ đi đến lạc hậu bần cùng, rồi mong nhận sự cứu tế của người khác. Vì vậy không tạo cho thế giới hạnh phúc trọn vẹn được. Khi mọi người chỉ lo cho việc học Phật mà thôi, với vấn đề như thế, Hòa Thượng nghĩ như thế nào? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu. Đáp: cách nghĩ, cách nhìn này của bạn hoàn toàn sai lầm. Bạn cho rằng người học Phật là lạc hậu bần cùng, nhận sự cứu tế của người khác. Không phải vậy. Cách nghĩ này của bạn, đích thực bạn chưa hiểu gì về tinh thần Phật Pháp một cách rõ ràng. Nếu như mọi người không học Phật Pháp, chỉ học và chạy theo văn minh vật chất, lo làm giàu, để mưu cầu hạnh phúc, nhưng điều này có hoàn toàn như thế không? Ngày nay trên toàn thế giới, nước giàu có nhất là nước Mỹ. Bạn đến nước Mỹ có thể làm một cuộc điều tra tường tận, sau đó bạn mới biết được cái xã hội giàu vật chất văn minh khoa học này có nhiều vấn đề vô cùng phức tạp, chẳng có gì vui vẻ, vẫn còn tràn đầy những tệ nạn và các nguy cơ xấu. Bạn không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thực tế mà nói, bạn nhìn bề ngoài cũng chẳng nhìn một cách rõ ràng, chỉ là sự hiểu biết không đến nơi đến chốn. Phật Pháp là dạy cho chúng ta cách nào đây? Phật Pháp dạy cho chúng ta lạc hậu hay sao? Dạy chúng ta bần cùng hay sao? Dạy chúng ta phải nhận sự cứu tế của kẻ khác hay sao? Nếu là như vậy thì Phật Pháp tại thế gian này sẽ bị tiêu diệt lâu rồi, đâu còn đến ngày hôm nay. Ai cũng sợ, đâu dám học và tin theo nữa. Bạn có chịu bần cùng không? Có chịu lạc hậu không? Chẳng có ai chịu cả.
Quan niệm này là sai lầm. Phật Pháp là dạy con người biết hướng thiện. Khi làm điều gì lợi ích thì điều lợi ích đó phải cho mình và cho người, không vì lợi mình mà hại người và ngược lại. Sở dĩ ngày nay khắp nơi trên thế giới tràn lan những nạn chiến tranh, khủng bố, cướp giật, xì ke là do đâu? Do vì muốn ham lợi về riêng mình mà làm hại biết bao thế hệ. Phật dạy muốn thế giới hòa bình an lạc thì điều trước tiên, tâm bạn phải hòa bình an lạc trước. Tâm mình tràn đầy sân si, ganh tị, tật đố thì đừng có mong làm cho mọi người hòa bình. Muốn thế giới hòa bình thì bản thân bạn phải tu chỉnh trước. Muốn tu chỉnh phải học Phật Pháp mới biết phương pháp tu chỉnh. Biết phương pháp hướng thiện thì thế giới sẽ trở thành hòa bình an lạc. Vậy tại sao nói Phật không thực tế? Phật dạy người nào trồng nhân thiện nhất định được quả thiện. Nếu như bạn học lịch sử nhiều một chút, tôi nghĩ cách suy nghĩ của bạn sẽ khác. Thời đại nào mà Phật giáo hưng thịnh nhất thì đất nước đó hùng mạnh và giàu có, mức sống nhân dân cao nhất. Bạn cứ thử xem lịch sử của Trung Quốc, Phật Pháp đến lúc suy thì nhân dân sẽ thọ khổ. Ngày nay khoa học kỹ thuật văn minh của các nước Tây Phương tiến bộ giàu có chỉ là nhất thời. Tại vì một quốc gia giàu có văn minh phải kiện toàn hai mặt là vật chất và tinh thần, còn gọi là văn hóa đạo đức. Vấn đề này, bạn xem các nước gọi là văn minh như Mỹ đã kiện toàn việc này chưa? Hàng ngày trên đất Mỹ biết bao nhiêu bạo lực, tệ nạn, bất công xảy ra. Nếu không có thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật thì thế giới sẽ như thế nào? Cho nên Phật dạy con người phải tu phước và tu học trí tuệ. Phước và trí tuệ song hành nhau mới trọn vẹn. Sao lại nói rằng Phật dạy không thực tế chứ? Đưa con người vào bần cùng nghèo khổ chứ, để nhận sự cứu tế của người khác. Bạn cần suy nghĩ kỹ lại. Cái nhìn của bạn đủ biết, bạn chưa có đọc và học qua một trang Phật học nào cả. Cái lỗi là vậy, nếu có học thì chỉ trên hình thức thôi. Thắp nhang lại Phật, đó gọi là học Phật à? Khi hỏi Phật là gì không biết, tại sao phải thắp nhang lại Phật? Phật sẽ bảo hộ cho tôi. Đây là mê tín. Thắp nhang lại Phật thì Phật phò hộ cho bạn. Không có đạo lý này. Phật phò hộ cho chúng ta đó là gì? Là kinh điển, là lời giáo huấn. Phật là vị thầy căn bản của chúng ta, là người sáng lập nên nền văn hóa đạo đức cho nhân loại. Chúng ta kỷ niệm thầy chúng ta. Chúng ta khi thấy hình tướng của thầy thì nghĩ đến lời dạy của thầy đối với chúng ta là ý nghĩa này. Nghĩ đến lời giáo huấn của Ngài, chúng ta hiểu rõ y giáo phụng hành. Đây là sự phò hộ chân chánh. Nếu như nhìn thấy hình tượng căn bản mà chẳng hiểu, chẳng biết Ngài nói với chúng ta những gì, đó là mê tín. Cách đó chẳng có ích gì. Lạy Phật, học Phật cách đó mới là lạc hậu, bần cùng, nhờ người cứu tế. Phật Pháp là giáo dục, Phật Pháp chẳng phải tôn giáo. Phật Pháp dạy người là đại viên mãn. Nhất định phải biết, muôn ngàn xin chớ tạo thành sự hiểu lầm. Hỏi: Thưa Hòa Thượng, thế giới rốt cuộc là không có một pháp gì tồn tại, chỉ có Phật giáo và những người học Phật tồn tại. Cách nhìn như vậy có đúng pháp tùy duyên không? Chúng ta chẳng cần tích cực để truyền giáo, bởi vì mọi việc đều là ý trời, ý Phật. Con người vĩnh viễn không cần nỗ lực hay sợ sệt trước sự tiến bộ của khoa học, vì sự tiến bộ của khoa học không ra ngoài Phật giáo. Rốt cuộc thế giới này
ai cũng trở thành đệ tử Phật cả. Cách nhìn nhận như thế có đúng không? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu. Đáp: đây là bạn đang nằm mơ, là ảo tưởng. Ảo tưởng này không đúng với thực tế. Chúng ta nhất định phải biết rằng Phật giáo là văn hóa. Phật giáo rất phong phú. Bạn thử đọc kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh thì sẽ rõ ràng. Phật Pháp bao dung cả hư không pháp giới, tất cả quốc độ khác biệt, tộc loại khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt, dung hợp trở thành người một nhà. Hư không pháp giới tất cả chúng sinh là một gia tộc, là đại viên mãn, đại tự tại. Giữa người với người, giữa chúng sinh với chúng sinh, hỗ tương tôn trọng với nhau, hỗ tương kính ái nhau, hỗ trợ hợp tác với nhau. Đây là lời dạy của Phật Đà muôn ngàn phải ghi nhớ. Chẳng phải trên thế giới chỉ có Phật giáo, không có các tôn giáo khác. Vậy là bạn nghĩ sai rồi. Thế giới này có rất nhiều tổ chức xã hội, văn hóa, tôn giáo dung hợp thành một thể. Dòng tinh thần của Phật Pháp Đại Thừa dung hòa tất cả. Xin chớ học sai đi, điểm này vô cùng quan trọng. Hỏi: thưa Hòa Thượng, tại sao cũng là thân phận một con người, nhưng khi ba nghiệp thân, khẩu, ý, tạo tác, có người thọ quả báo, có người chẳng thọ quả báo? Phật nói những người này chẳng nằm trong phạm trù của nghiệp thiện ác. Ý này, nghĩa này như thế nào? Xin Hòa Thượng giải bày cho đệ tử hiểu. Đáp: câu hỏi của bạn rất hay. Bạn hỏi hạng người nào ba nghiệp thân khẩu ý tạo tác mà không thọ quả báo? Đó là chư Phật Bồ Tát hóa thân đến thế gian này để độ sinh. Những gì họ tạo tác đó không có quả báo. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì những việc các ngài làm đều vô tâm, tức là chẳng có ý niệm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây tức là điều mà trong nhà Phật thường nói: làm mà không làm, không làm mà làm. Làm là trên sự tướng, cùng hạng phàm phu thông thường như chúng ta đang làm như nhau. Thân khẩu ý đều đang làm. Còn không làm là sao? Là họ từ trước đến nay chẳng khởi tâm động niệm, nhất định chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hạng người này thì không thọ quả báo. Bạn hỏi họ là thân phận gì? Họ là Pháp Thân Đại Sĩ, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong thập pháp giới. Các ngài hóa thân vào các cõi để độ sinh đều sống bằng trí tuệ, còn phàm phu phần nhiều sống bằng thức. Đạo lý này phải hiểu thật rõ ràng. Khi chưa chứng được pháp thân, chỗ làm đó đều có quả báo. Cho nên bậc khai ngộ cùng phàm phu chúng ta có khác. Sự khai ngộ này giảng như thế nào đây? Trong tứ thánh pháp giới cùng lục đạo phàm phu khác nhau. Lục đạo phàm phu khi thọ báo, họ chẳng biết cái nghiệp nhân đời trước. Còn những bậc thánh nhân của tứ thánh pháp giới, họ thọ quả báo, họ biết tất cả, nên gọi là không lầm nhân quả. Họ biết được ta hôm nay thọ quả báo này là cái nhân thế nào, nên hiện ra cảnh giới này. Họ rõ ràng minh bạch. Vậy sau khi chứng được pháp thân thì phá một phần vô minh. Do đây có thể biết tu hành chứng quả đích thực là khó khăn. Bạn có thể hiểu được đạo lý này thì bạn mới biết chỗ đáng quý của sự niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Đó là công đức chân thật bất khả tư nghị. Quý vị nên biết niệm Phật cầu sinh tịnh độ là thuộc về công đức chân thật. Thích Nhuận Nhi, dịch xong, mùa thu năm Ất Dậu 2005, tại chùa Hoàng Pháp. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.